Vâng, tin hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mặt hàng với em hàng vừa về xong nhá. Quay trực tiếp vào báo giá. Đấy, bắt đầu đang vào gần cái dịp cuối năm rồi. Đấy, một số mặt hàng mới về, em sẽ quay chi tiết báo giá bác coi. Thì bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ cho em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên nhá, là miễn phí ship cho bác rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy, em sẽ đi nhanh vào một số mặt hàng đầu tiên trong video ngày hôm nay. Các bác lưu ý cho em là khi mà các bác đã gọi điện rồi thì không nhắn tin đặt hàng, và các bác đã nhắn tin đặt hàng rồi thì không gọi điện nhé, tránh tình trạng trùng đơn. Đấy, nhận hàng kiểm tra cùng với shop cùng với ship các bác nhá. Đấy rồi, sản phẩm đầu tiên thì lên cho bác đó là cái nồi lẩu đa năng này. Đấy, của Osaka nhá, rất xịn sò luôn. Cái này thì tiếp tục hàng về. Đấy, bắt đầu đang vào mùa đông rồi này. Đấy, rồi là các bác tết nhất em lẩu lẹt này, mua cho em con này về xịn cực kỳ luôn, con này dùng bền lắm các bác nhá, dùng bền chất lượng, hàng hàng đẹp mà giá nó vừa phải, dễ mua quá. Đấy, sản phẩm này thì các bác có thể dùng để ăn lẩu này, rồi là các bác có thể là xào nấu ở trong cái nồi luôn, nó đi tiện cực kỳ. Đấy, mục đích chính của nó thì chủ yếu là dùng để ăn lẩu, nhưng mà các bác có thể dùng được trong nhiều cái mục đích khác nhau. Đấy, ví dụ như là xào nấu, thậm chí là các bác có thể chiên rán vào đây luôn. Đó, rất ok nhá. Đây, trong này có giấy hướng dẫn sử dụng các thứ này, mô tả này. Đấy, có đầy đủ luôn. Sản phẩm này sẽ có công suất là 1350W nhá. Đó, điện 220. Đó, bảo hành 12 tháng luôn này, xịn cực kỳ luôn. Đấy, rất nhiều các món ăn đây này, các nhìn này. Đấy, được nấu bằng cái nồi này nhá. Đó, con này thì cái đường kính của nó rơi của tầm 28 cm, nó dung tích của nó là đi 3,5 lít nhá. Đấy, khá là to luôn, nếu các bác ăn lẩu dùng con này rất ok, nồi to ăn lẩu thoải mái luôn. Ví dụ nhà còn tầm 5-7 người ăn nồi lẩu con này là thoải mái luôn, vì nồi của nó dung tích to, dung tích của nó lên đến là 3,5 lít luôn. Đấy, trong nồi này tráng một lớp chống dính này, không lo bị cháy hay là vấn đề gì cả, nên là các bác có thể rán xào nấu ở đây thoải mái rồi là ăn lẩu ngon lành luôn. Đây là cái cổng nguồn, dây nguồn nó thì về các bác cấp điện vào cái này là xong. Đây, ngoài ra thì nó có cả vung luôn này. Đấy, vung bằng mặt kính cường lực trong suốt luôn nhá. Đấy, mặt kính cường lực trong suốt để tiện các bác theo dõi đồ ăn bên trong, và có cả một cái khay hấp luôn, tiện cực kỳ. Đấy, các bác có thể mua về thích ăn lẩu thì mình ăn lẩu, không thì mình có thể hấp được luôn, thì nó sẽ có một cái khay hấp như này, các bác để vào đây đó, cho nước vào bên trong, sau đó là các bác để đồ ăn thứ đây các bác dùng để hấp. Đấy, ví dụ như hấp tôm, hấp bánh bao các thứ này. Đấy, các bác cho đây các bác hấp được luôn. Đấy, một con nồi mà các bác có thể nấu đa năng rất nhiều món, nấu canh, xào nấu, hấp, rồi là đặc biệt là ăn lẩu vào đây rất ok các nhá. Đấy, vùng viếc đây thì về các bác bắt ốc và là các bác xài thôi. Đấy thì em báo giá luôn nhá, giá đợt này nó về cái lô này rất là xịn luôn. Cái này thì em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi lẩu Osaka. Đấy, nồi lẩu Osaka, nồi lẩu này, nồi lẩu đa năng nhá, nồi lẩu đa năng Osaka, giá của nó sẽ là đi 300k thôi. Đợt này nó về cái mức giá này giá rất là rẻ luôn đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn nhá, bao ship tận nhà luôn nồi lẩu đa năng Osaka nhá, 300.000 một chiếc, bao ship tận nhà luôn, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, bao dùng bao xài, bảo hành cho bác luôn nên có yên tâm dùng nhá. Đầy đủ phụ kiện về là các bác chỉ việc bóc ra. Đấy, lắp cho em mấy cái nắp vung có thứ vào là ngon lành, là các bác xài thôi. Đấy là một bộ nồi như này, nồi lẩu Osaka đa năng như này là 300.000, bao ship tận nhà nhá, giá rất là rẻ bình dân, và nồi cực kỳ dày dặn chắc chắn nhá. Đây, ở đây nó có cả cái phần quai bê này. Đấy, thiết kế nó rất là thông minh chắc chắn, ok các bác nhá, 300.000 bao ship nhá, nồi lẩu đa năng nhá, hấp hiếp rồi là xào nấu, nấu lẩu trong này ok luôn, 300.000 một cái, bao ship, dùng điện 220, dung tích là 3,5 lít các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái bộ set đĩa tròn 5 cái của Đức này. Đấy, cái này thì là bao tiền như thế thôi, 100.000 một bộ thôi các nhá, chỉ có 100.000 bộ thôi. Về các bác dùng để bày thức ăn, bày hoa quả, bày đồ đạc lên đây rất là đẹp luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái set đĩa tròn. Set đĩa tròn này, set đĩa tròn 5 cái nhá, set đĩa tròn 5 cái của Đức nhá, hàng của Willing này. Đó, 5 cái 100k, 100.000 bộ này. Đấy, nó sẽ gồm có 5 cái từ to đến nhỏ đây. Đấy, như trên hình các bác đang coi đây, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 cái nha, 5 cái rất xịn sò, ok nha. Sẽ có là cái nhỏ nhất này, to này, to một chút nữa này. Đấy, cả một cái khay to này. Đấy, đĩa rất là đẹp, bóng, đẹp, dày. Đấy, có thấy không? Bóng, thiết kế làm rất đẹp luôn. Đấy, về các mình có thể là bày hoa quả đây này, bày đồ khô, đồ tươi, các thứ được hết cho em luôn. Đấy, bày lên nhìn rất là sang trọng, lịch sự, rất là đẹp nhá. Đấy, làm rất đẹp luôn. Đấy, một cái bộ này là 5 khay thôi nhá, chỉ có 5
Cái bộ chỉ có 5 khay mà giá nó chỉ có 100 ngàn bộ thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Về các bày biện đồ ăn thức uống thì mình nhìn rất là sang trọng, lịch sự và đẹp nhá. Cứ lên mã giúp cho em xem là cái bộ set đĩa tròn 5 cái nhá, của Willing của Đức thôi nhá, là 100k một bộ đâu nhá, 100 ngàn bộ này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho luôn cho bác, đó là cái vỉ nẹp dây điện 20 cái này. Đấy, một cái vỉ này là nẹp là 20 cái nẹp để nẹp dây điện nhá. Cái này thì về các bác không cần phải đục lỗ gì. Nó sẽ có kèm một cái miếng băng dính này, một cái miếng băng dính bên trong. Đấy, về các bác bóc ra sau đó các bác tách ra. Đấy, các bác lấy ra từng cái một. Đấy, và đây nó có một cái miếng băng dính này. Đấy, các bác tách ra từng cái một nha. Đây này, nó có từng cái một, các bác bóc ra các bác dính với cái mặt này. Và các bác ốp vào tường và cái dây điện này các bác lách nó vào cái lỗ này là xong. Đấy, khi mà các bác muốn dây điện đi nó gọn gàng nó đẹp thì các bác dùng cái này cho em, rất là ok nhá. Đây. Đấy, ở đây nó có hướng dẫn sử dụng luôn này. Đấy, lau sạch. Bước 1 lau sạch, bước 2 là dính mà dính nó bóc ra. Bước 3 là các bác dính tường mà các bác chèn dây điện vào. Đấy, bước 4 thì khi mà sử dụng kết quả nó sẽ như này. Đấy, khi mà đi cái đường dây điện nó rất là đẹp, nó không bị lôi thôi nhá. Đó nhá. Một cái vỉ này là 20 cái nhá, một vỉ là 20 cái là bao gồm cả cái miếng dính bên dưới luôn. Về các bác chỉ việc bóc dính vào là xài thôi, là 20 ngàn một vỉ nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ nẹp dây điện nhá. Vỉ nẹp dây điện 20 cái nhá. 20 cái, giá của nó sẽ là 20 ngàn một vỉ này. Đấy, chỉ có 20 ngàn một vỉ thôi. Đi đường dây điện của nhà các bác là đẹp hơn. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây. Sớm biết có loại kẹp dây điện này có thể đi dây trên tường mà không cần đục lỗ thì tường nhà tôi cũng không phải đóng nhiều đinh như này nữa, chỉ cần bóc ra và dán nó lên tường, đẩy dây điện vào thế là xong. Không đấy, chỉ gọn gàng mà còn đẹp mắt đấy, nữa. Về các bác chỉ việc có thể sử vào. Dụng cho hầu hết mọi loại dây trong nhà đó, còn thấy không? Sớm rất biết đẹp có loại nha. Kẹp dây điện này có thể đi dây trên tường mà không cần đục lỗ thì tường nhà tôi cũng không phải đóng nhiều đinh như này nữa, chỉ cần bóc ra và dán nó lên tường, đẩy dây điện vào thế là xong. Không chỉ gọn gàng mà còn đẹp mắt nữa, có thể sử dụng cho hầu hết mọi loại dây trong nhà. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ nẹp dây điện 20 cái nhá, 20 cái này. Giá của nó sẽ là 20 ngàn một vỉ này. Đấy, bao gồm cả miếng dính luôn các bác nhá. Một cái sản phẩm rất là hay này. Đấy, đi bên shop cũng mới về hàng luôn, đó là cái ống nhòm của thương hiệu Galileo nhá các bác nhá. Ống nhòm thương hiệu Galileo, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Mà dùng cực kỳ chất lượng này. Đó, ống nhòm Galileo về các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác này. Đấy, đi kèm nó sẽ có cả túi đựng luôn các nhá. Cả túi đựng luôn. Hàng của Galileo rất chất lượng nhá. Đây. Em báo giá luôn thì các bác cứ lên mã giúp cho em xem là cái ống nhòm của thương hiệu Galileo. Giá sẽ là đi 270.000 một cái, bao ship cho bác tận nhà luôn. 270k nhá. 270.000, bao ship tận nhà ống nhòm nhá. Đó, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác các bác ngắm cảnh ra ngoại này. Các bác muốn nhìn xa thì các bác dùng cái ống nhòm này cho em. Đấy, nhìn sang nhìn ống nhòm chưa? Đây, đấy, thiết kế rất chắc chắn, đẹp. À, đây cái thấu kính của nó này, thông số là 20x50 này, 168mm/1000mm nhá. Đấy, cái này các bác cứ nhìn cho em khoảng tầm 2 cây số. Ở đây thì nó sẽ có một cái vòng chỉnh này, đấy, vòng chỉnh độ mờ này, độ nét này. Đấy, rất ok. Và đây là cái chỉnh theo mắt của bác này. Đấy, cái này thì nó chỉnh được một bên nhá, chỉnh một bên chủ yếu là cái bên cái mắt chính của bác nhá. Về các bác tháo mấy cái này ra. Đấy, và các bác mở ra. Đó, sau đó các bác nhìn vào đây và các bác ngắm thôi. Cái này nhìn rõ lắm. Em bán nhiều, dùng ok lắm. Ngắm cực kỳ rõ luôn, dùng thích cực kỳ luôn nhá. Đó, ống nhòm của thương hiệu Galileo 270.000 nhá. Lên mã giúp cho em xem ống nhòm 270.000 một cái, bao ship. Hàng rất chắc chắn luôn, thiết kế bên ngoài này toàn bộ bằng kiểu dạng nhựa cao cấp ấy, cầm chắc chắn cực kỳ, cầm chắc tay cực kỳ luôn. Đó, đây các bác có thể điều chỉnh theo cái cữ bắt này, cụp vào này, mở ra này, rất ok luôn nhá. Đó, thiết kế rất là xịn sang, đẹp chắc chắn. 270.000 một cái thôi, của Galileo nhá. Đấy, thương hiệu rất nổi tiếng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã gối mây này. Đấy các bác, gối hay bị nóng đầu này rồi là nó không êm này. Đấy, các bác mua cho em cái gối này về. Đấy, gối này bao gồm là cả vỏ cả ruột luôn. Đấy, thì ở đây các bác muốn thay ruột thì mình có thể thay, còn không thì đây nó có sẵn ruột rồi, ruột của nó cũng rất là êm luôn. Đấy, ruột Everton luôn này, xịn cực kỳ luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng mình có thể là mở ra, các bác sử dụng thay ruột sau này, ví dụ có hỏng thay ruột thoải mái. Còn đây cái mặt gối nó bằng mây, rất là mát, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, và gối rất là êm nhá, và cái dòng gối này rất là vừa phải. Đó, nó không to quá, không nhỏ quá nhá. Đấy, phù hợp cho các bác sử dụng này. Gối cực kỳ mát đầu, ngủ ngon hơn nhá. Đó, xịn cực kỳ, chắc chắn chất lượng lắm. Một chiếc gối này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là đi 55.000 một chiếc thôi nhá, 55k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái gối mây nhá, gối mây đây. Cái nhìn này. Đấy, gối mây thiết kế văn họa tiết bo vùng quanh rất đẹp luôn.
55k một cái. Các bác lấy hai cái thì em tính cho bác giá sẽ là 100k. Hai cái này, hai cái gối mây thì là 100.000. Còn các bác mua lẻ một cái thì là 55k. Một cái là 55.000. Còn mua hai cái thì tính tròn tiền bác luôn là 100.000 cho hai cái gối mây này. Xịn cực kỳ, chất lượng. Sau này ví dụ như là mình muốn thay ruột có thể thay ruột thoải mái luôn. Đấy, còn trước mắt là về mình về cứ mua này là về mình sử dụng luôn nhé, không cần phải làm thay ruột hay là ấy thêm cái gì cả, về chỉ việc dùng luôn. Hai cái 100 nhá, một cái bán lẻ một cái thì là 55.000. Đấy, tùy nhu cầu. Nói chung là các bác cứ mua cả đôi này về xài một giường hai người là đẹp rồi. Đó. Về nó đồng bộ giường mà đẹp, mà chất lượng gối êm, mát đầu, ngủ ngon hơn nhá. Hai cái 100, một cái 55.000. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã là cái khay để trứng này. Đấy, cái khay để trứng. Con này cũng hay tiện cực kỳ. Các bác trứng các bác hay để trong tủ lạnh mà khi mà các bác để nó hay bị lăn. Đấy, lăn rồi là nó va chạm, nó bị vỡ. Đấy, thì các bác mua cho cái này về. Nó là cái khay đựng trứng 4 tầng nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái khay đựng trứng 4 tầng. Cái khay này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 50.000 một cái nhá. Chỉ có 50.000 một cái thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đây. Đấy, thì về các bác đây các bác ngửa lên như này. Đấy, cái phần đầu này nó sẽ lòi ra này. Đấy, và các bác để trứng lên thì nó sẽ lăn xuống này. Đấy, lăn xuống đây, lăn đây, lăn đây. Các bác cứ bỏ lần lượt đi, bỏ đầy khay được, và khi mà các bác lấy trứng ở đây ra thì nó cứ tự động nó lăn, nó dồn ra. Đấy, khi mà các bác dùng thì trứng các bác để lần lượt, các bác để tự ăn từ dưới lên trên là nó cũng sẽ những cái quả trứng cũ là các bác cũng sẽ được ăn trước luôn. Đấy, ăn trước đi, nó không bị sợ để lâu sợ nó hỏng thôi nhá. Đó. 4 tầng luôn. Đấy, thiết kế rất là thông minh nhá. Khay đựng trứng 4 tầng nhá, 50.000 một cái này các nhá. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Với các bạn về cái hộp đựng trứng gà mà tôi mua, thực sự rất tiện lợi, đặc biệt là khi không gian tủ lạnh nhà hơi nhỏ, hẹp hẹp một dãy, không lãng phí không gian tủ lạnh. Điểm quan trọng là lấy trứng rất dễ dàng, lấy một cái nó sẽ tự động lăn xuống. Một dãy như vậy có thể chứa 30 quả trứng. Chất lượng và cách sử dụng không còn phải bàn cãi. Giỏ trứng trong nhà không còn lộn xộn, chiếm không gian diện tích nữa. Đấy, về các bác bỏ trong tủ lạnh nhìn nó rất là gọn nhá. Đấy, một khay này các bác xếp được khoảng tầm 30 quả trứng luôn. Đấy, các bác cứ lấy đến đâu là nó sẽ tụt ra đấy này. Đấy, mình sẽ lấy trứng nó lần lượt hơn, không lo nó bị trứng để lâu hay trứng cũ ở nhà cả. Đấy, cứ ăn đâu mình lấy đấy ra, rất tiện dụng nhá. Đó, một khay này là đi 50.000. Khay trứng các bác cứ lên mã em sẽ là khay trứng 4 tầng nhá, 50.000 một cái này thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Đấy. Khẩu hàng của filter rất xịn sò nha. Về các bác xoáy xe cộ thứ này, xoáy đồ dùng thiết bị sửa chữa này, anh em thợ thuyền dùng bộ đạn quá ok luôn. Hàng filter cực kỳ chất lượng nhá. Chất liệu chính bằng dòng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Đây, đó bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Bao tiền nhỉ? 160.000 bộ này không nhá. 160.000 giá này đang được giảm rất tốt luôn đấy. Đấy. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Khẩu 12 chi tiết nhá. Giá sẽ là 160.000, hàng của filter, hàng của hãng luôn nhá, không phải hàng linh tinh đâu. Đấy. Cái này thì sẽ có gồm sẽ có các đầu khẩu từ 8 này, 8 cho đến 24 nhá. Đấy, 8, 10, 12, 13, 45, 17, 19, 24 này. Một cái thanh nối dài và một cái đầu một cái tay lắc 1/2 nhá. Tay lắc có đảo chiều luôn, xịn sò cực kỳ. Đây, sẽ gồm có là những cái đầu khẩu này từ 8 đến 24, nhỏ to có đủ cả luôn về góc xoáy nhá. Một cái thanh nối dài để bác nối dài cho bác xoáy này. Một cái tay lắc 1/2 nhá, tay lắc có đảo chiều luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng tạch là các bác biết là có đảo chiều đúng không? Đây, đây là cái phần gạt đảo chiều. Đây của nó, khổ nó là 1/2 nhá, rất xịn sò ok luôn. Đấy, tay lắc to chắc chắn lắm. Đây. Đó, xịn cực kỳ luôn. Bộ này em bán rất là nhiều mà các bác dùng rất là khen luôn, ưng cực kỳ. Đấy. Mà giá nó chỉ có 160.000 thôi, giá rất bình dân. Cái hàng này thì về em bao xài bao dùng luôn, về và các bác xoáy nó bị tuét những cái con gel bên trong này thì em cho bác đổi trả bảo hành lại luôn. Đấy, yên tâm. Bao dùng bao xài các bác xoáy thoải mái, không lo nó bị tuét cái đầu bên trong đâu nhá. Đấy, dùng rất ok. Đấy, bộ khẩu 12 chi tiết nhá, 160.000 bộ này nhá, bộ khẩu 12 chi tiết 160k bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã kéo cắt may này. Đấy, kéo cắt may 12 inch nhá, kéo cắt may 12 inch, hàng của Made in Japan, xịn cực kỳ luôn. Đây. Đấy, Made in Japan này, quá ok. Dòng này thì bao sắc các bác luôn nhá. Đấy, khâu là khâu đồng luôn này. Đấy, khâu đồng, tay cầm tay cán, xịn cực kỳ, sắc bén dã man luôn này, cắt các bác luôn nhá. Những cái dạng giấy bóng mềm này có nhìn này, cắt này. Phát một này. Gọi là đưa kéo lách qua cái đứt luôn.
Nói chung là sắc lắm, con này em bán rất nhiều. Đây con nhìn này. Đấy. Đây, đấy thấy không? Sắc kinh khủng khiếp luôn. Đó. Kéo. Kéo may nhá, kéo may kéo cắt vải made in Japan, xịn cực kỳ, kéo may 12 inch nhá. Đấy, về chuyên cho các bác thợ thuyền cắt vải cho các bác sử dụng gia đình, mình cắt vải mình may vá cũng ok luôn nhá. 100 mấy nhỉ? 150.000 một cái nhá, 150.000 một cái kéo cắt may của Made in Japan này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là kéo cắt may 12 inch nhá. Kéo cắt may, kéo may 12 inch, giá sẽ là 150.000 một cây. 150k một cây kéo cắt may nhỉ. 150.000 một cây thôi. Hàng Made in Japan, xịn cực kỳ luôn. Đó, bao sắt các bác dùng luôn. Tiếp theo thì em lên thanh lý bác cái mã chảo luôn. Đấy, em còn ít nữa em thanh lý nốt bác luôn là bữa trước đang bán là 180.000, em còn ít nữa em xả luôn bác, giá sẽ là 100.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo tổ ong. Đấy, chảo tổ ong. Con này đường kính chảo của nó sẽ là 28cm nhá. 28cm. Giá sẽ là đi 100.000 thôi. Xả luôn bác, bán nhanh luôn 100.000. Đấy, về các bác dán xào nấu vào con này cũng quá ok luôn. Đấy, đây này. Nó thì kế theo dạng hạt kim cương này. Về các bác dán này, xào này, nấu này ok luôn. Đấy, về các bác rửa sạch sẽ đi, sau đó là các bác cho lên các bác là dùng thôi. Đấy, dán xào nấu cũng ngon lành luôn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là chảo tổ ong. Đấy, thiết kế theo dạng tổ ong này. Sử dụng rất ok nhá. 28cm nhá, 100.000 một cái. Đấy, con này sử dụng bếp từ cho em thoải mái luôn. Có phần tay cầm, nói chung thiết kế rất chắc chắn mà giá bình dân 100.000. 100.000 này giá bên em sẽ bán nhanh luôn đấy. Đấy, còn ít nữa các bác chốt nhanh cho em nhá. Đấy, 100k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Dán xào nấu ngon lành, đường kính 28cm nhá, 100k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ dao 6 món của thương hiệu Asaka Japan này. Bộ này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ dao 6 món nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả cái bộ luôn. Bữa trước đang bán nó là 170, hôm nay em về bác mức giá rẻ giật mình luôn. 130.000 nhá, 130.000, giá xả nhá, đang giá xả cuối năm, gần cuối năm bác luôn này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao 6 món. Đấy, bộ dao 6 món này. Dao 6 món nhá. 130.000 bộ này có nhá. Đây bộ này sẽ gồm có là một cái giá đỡ này. Một cái giá đỡ có nhá, một cái giá đỡ cực kỳ xịn luôn. Đấy, và đi kèm là những con dao để em quay chi tiết bác coi. Nói chung bộ này đẹp, về dùng gia đình là quá hợp lý rồi. Đấy, mà giá nó hạt rẻ bình dân. Đấy, các bác nào dùng gia đình thái thiết các thứ, con này quá ok, bộ này quá ok luôn. Xịn cực kỳ mà đẹp. Sắc bén, dùng ok. Đây. Đây cái giá đỡ này về được bác để dao được kéo vào này. Còn là bên trong này sẽ gồm có một cây kéo này để các bác cắt thức ăn này. Cắt thịt, cắt hà, cắt rau củ quả ok. Đấy, sắc bén cực kỳ, cắt ok luôn. Tiếp theo là một cái cây liếc mài này. Đấy, các bác nào mà dao kéo nhụt quá thì mình có thể lấy cái này các bác liếc qua cho em một lượt là sắc bén ngon này luôn. Đấy, một cây liếc mài nhá. Một con dao thái này. Con này là chuyên để các bác thái lọc phi lê này. Đấy, dùng con này ok. Asaka Japan, xịn cực kỳ luôn nhá. Đấy. Rồi tiếp theo nữa thì ở đây thì sẽ có một cái con dao thái bản to. Đấy, nhiều bác thích thái cái con bản to này để các bác dùng để thái thịt bò thứ này. Đấy, dùng con này ok luôn. Đấy, con này con thái bản to nhá. Đấy, cũng là hàng liền thân luôn. Xịn cực kỳ, sắc bén lắm. Tiếp theo nữa thì là đi một con dao chặt nhẹ nhá. Đấy, các bác chặt nhẹ nhàng. Đấy, các bác dùng con này hoặc là băm. Các bác dùng con này các bác băm cũng ok luôn. Asaka Japan cũng hàng liền thân luôn nhá. Đấy. Một bộ này là bao gồm là 6 món này, một cái giá đỡ này. Là 1 này, cây kéo là 2 này, một cái liếc mài là 3 này. Đấy, với lại 3 con dao nữa là 6 này. Đấy là tổng chọn một bộ nhai là 6 món thì giá thì chỉ có 130.000 một bộ thôi. Mà hàng bao sắc bao xài bác luôn. Đấy, tại vì các bác không mua. Giá đang được giảm giá thanh lý xả kho bác rất rất rẻ luôn các nhá, rất rẻ luôn. Bộ dao của Asaka Japan nhá, 130.000 bộ nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ dao 6 món các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái típ keo đa năng xanh đen này, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái típ keo đa năng xanh đen nhá. Một típ này là 60g. Đấy thì bên em bán cho bác là lẻ một cái típ như này, một cái hộp như này là 20k nhá, 20k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ có lọ keo đa năng nhá. Keo đa năng này. 20k một típ keo đa năng này, 20.000 típ. Còn khi mà các bác lấy 3 típ nhá. 3 típ giá của nó sẽ là đi 50.000. 50k cho 3 típ nhá. 50k 3 típ, còn lấy 1 típ lẻ là 20.000, tùy nhu cầu nhá. Cái này keo này dính chắc chắn lắm. Mà lưu ý cho em là cái keo này các bác phải để chết trong vòng 48 đến 72 giờ thì nó mới phát huy tác dụng nhá. Chứ còn các bác muốn dính nó ăn ngay như 52 thì nó không dính đâu. Đấy, em nói luôn đấy, không đến lúc về các bác tưởng nó dính như 52.
nó phải để chết. Còn khi mà các bác để chết trong 48 đến 72 giờ là nó cứng như là đá luôn, cứng lắm. Cái này các bác nó dính, nếu mà để đúng thời gian nó dính chắc cực kỳ luôn. Đấy, các bác dính đa năng các thứ là dính lên tường tiện cực kỳ. 20k một típ nhá, còn lấy lẻ 3 típ là 50.000. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này dính cực kỳ ngon nhá. Quảng cáo là keo dính siêu chặt, kết dính được mọi thứ. Ok, kiểm chứng cho anh em cùng xem nhá. Đây là một chiếc cối nặng 8 kg và đây là một chiếc móc sắt đã được gắn sẵn bằng loại keo này. Hai. Nó chắc thật sự luôn. Keo dán đa năng, bám dính rất là chắc chắn trên các bề mặt như là kim loại này, nhựa, gỗ, thủy tinh và cả tường gạch luôn. Hơn 70 cân mà nó còn không bể ra. Loại này thì đặc biệt là rất tiện cho anh em nào cần lắp đặt những đồ dùng trong gia đình lên tường, thay cho những con vít phải khoan bắn vào tường như này. Ví dụ như là kệ treo đồ nhà tắm này, móc treo đồ lên tường, móc đi dây điện. Loại keo này thì nó chống thấm nước, chịu nhiệt và kết dính cực kỳ tốt, nên là nó sẽ gắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau. Cách dùng thì cũng đơn giản, anh em chỉ cần bôi keo, dán xong đợi từ 36 đến 72 tiếng như hướng dẫn sử dụng là có thể dùng được. Lưu ý là khi dán keo xong thì nên dùng băng dính dán lại để cố định, tránh xê dịch khi keo còn chưa khô nhá. Kết dính cực kỳ chắc chắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau, thay cho cái mớ đinh vít khá là tốn công tốn sức này. Múc combo vài tuyếp như này cho nó dễ. Giá ok quá nhá. Đấy, về các bác có thể là dính được đa năng rất nhiều vật liệu khác nhau nhá. 20k một típ, lấy 3 típ là 50.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái túi gừng ngâm chân này. Đấy, bắt đầu đang vào mùa, bắt đầu vào mùa lạnh rồi. Đấy, bắt đầu chân tay các bác thứ là nó lạnh này. Thì các bác mua cho em cái túi gừng ngâm chân này về. Đấy, nó chiết xuất là từ bột gừng tinh khiết nhá. Đấy, kết hợp với lại nhiều những cái thảo dược khác nhau. Đấy, về các bác sử dụng nhá. Một cái túi như này là 100 cái túi nhỏ bên trong. Đó, về các bác xài sử dụng. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi gừng ngâm chân. Đấy, túi gừng ngâm chân nhá. Một hộp là 50k. Đấy, một 50k. Về các bác xài mỗi lần, ví dụ các bác ngâm thì các bác cứ lấy cho em vài ba gói ra. Đấy, bắt đầu là các bác đun một ít nước lên, các bác thả vào, hoặc mình có thể là đun thả luôn vào xong mình đun sôi được, sau đó các bác dùng cái nước đấy các bác ngâm chân, rửa tay rửa chân cho nó ấm, giữ ấm cơ thể nhá. Cái này mở ra mùi gừng thơm lắm. Thì đây nó sẽ gồm có những cái túi nhỏ nhỏ này, đấy, chiết xuất từ bột gừng rồi các thảo dược khác nhau. Đấy, về các bác thành phần chính là bột gừng đó, về các bác sử dụng dùng để ngâm chân giúp giữ ấm cơ thể này, rồi là lưu thông mạch máu khí huyết các bác nhá. Đấy, giúp cơ thể là tốt cho sức khỏe, nói chung là rất là nhiều tác dụng cho sức khỏe. Đó, một túi này là 100 gói nhỏ này luôn, mà giá chỉ có 50.000 thôi. Về các bác xài, đấy, mỗi lần thì các bác lấy cho em khoảng tầm vài ba túi này các bác ngâm, đấy, ngâm dần. Đấy, đặc biệt trong cái mùa lạnh, mùa bắt đầu nó chuyển mùa ra mùa này, đấy, tình trạng ốm yếu các thứ xảy ra rất nhiều. Mua này về ngâm chân rất là tốt cho sức khỏe nhá. 50k một túi gừng ngâm chân nhá. Dạ vâng, tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái chổi cọ sàn gạt nước này. Đấy, các bác mua cái này về dùng hay lắm. Các bác vừa cọ được sàn, đấy, cọ sàn, cọ sân gạch, rồi là sân đá hoa, rồi là cọ sàn nhà vệ sinh, nhà tắm rồi. Đấy, và sau khi mà các bác cọ xong thì cái này nó có cả một cái phần bên là cái phần gạt này. Đấy, mình vừa cọ được, sau đó mình có thể là gạt khô nước đi được luôn nhá. Cọ sạch cực kỳ luôn. Đấy, về các bác đấu nối với các lắp vào thôi. Các bác lấy trong cái đầu này. Đấy, các bác lắp nó khớp vào đây. Đấy, nó kêu tạch cái là các bác khớp vào luôn. Và bắt đầu là các bác xoáy những cái phần ống xiết này vào. Đấy, là các bác xài sử dụng. Đấy, cái này, phần này các bác gạt nước ở cái phần mặt nền các thứ là nó sạch khô luôn. Đấy, cái này gạt thích lắm. Cái này em bán cực kỳ nhiều, với thiết kế theo kiểu dạng vát vát này. Các bác cọ những cái chà những cái phần vị trí góc ngách các thứ là cọ sạch cực kỳ luôn. Đấy, đặc biệt là cọ nhà tắm, cọ nhà vệ sinh rồi. Các bác để lâu rêu rớt các thứ giờ nó rất là trơn, thì các bác mua này về các bác cọ qua một lượt cái là sạch sẽ ok luôn, nó đỡ bị trơn trượt, đỡ bị ngão nhá. Đấy, ok. Một cái cây chổi cọ sàn này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50.000 nhá, 50.000 một cái. Ở đây các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi cọ sàn kèm cả gạt nước luôn là 50k nhá, 50k một cái này, 50.000 một cái thôi, giá hạt rẻ bình dân mà mua một được hai. Đấy, vừa cọ được sàn vừa gạt được cả nước, tiện cực kỳ. Đấy, chắc chắn ok. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng thích lắm. Đây, đấy, các bác dùng để cọ sàn này. Đấy, cọ ngóc ngách các thứ tiện cực kỳ luôn. Có thể xay tự do, dây trượt kính cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng, dù bạn trải ở đâu thì cũng có cần gạt nước ở phía sau. Đấy, có cái chỗ gạt nước này, đấy, có thấy không? Các bác cọ xong cái các bác dùng cái này các bác gạt nước ngon cực kỳ. Đấy, tức là các bác vừa cọ được sàn vừa gạt nước tiện, rất ok. 50.000 một cái nhá. Cứ lên mã em sẽ cái chổi cọ sàn gạt nước đó nhá. Sản phẩm tiếp theo đem lên cho bác đó là cái đèn cắm trại này. Các bác cứ lên mã giúp cho em xem cái đèn cắm trại nhá. Đấy, cái này thì giá nó sẽ là đi 90.000 một con. Đấy, cứ lên mã em sẽ là cái đèn cắm trại này.
90k nhá, 90.000 một cái con đèn cắm trại này thôi, giá hạt rẻ mà đẹp cực kỳ. Đấy, thiết kế rất là sang trọng nhá, các bác về sử dụng dùng để decor trang trí này, dùng làm chiếu sáng quá ok luôn. Đây các bác xách đi xách lại thì rất là đẹp nhá. Đấy, đặc biệt là trong những hôm mà trời mất điện này, mất đóm này, hoặc là các bác muốn xách mang đi mang lại này, chiếu sáng đường đi nó lại cũng ok luôn. Đấy, đây nó có phần móc đeo xách rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là thiết kế này. Đấy, đây công tắc bật nhá. Đấy, cái này kiểu dạng một cái dạng chiết áp để mình có thể là tăng giảm độ sáng bằng cái công tắc này luôn. Đấy, các bác thích giảm xuống có phần giảm, thích sáng lên có sáng lên. Đây, đấy sáng mắc đây này, đấy, cho giảm xuống này, đấy, sáng mắc lên này, đấy, bằng cái công tắc này luôn, đấy, bật tắt cũng bằng ai luôn. Và cái hay này của cái sản phẩm này là sử dụng cái pin là cái pin 18650 nhá. Đấy, cái pin 18650, cái pin này thì rất là dễ dàng thay thế và mua, và bên em cũng đang bán cái pin này luôn. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin thì bên em đang bán cái viên pin 18650 như này với giá là 20.000 một viên nhá, 20.000 một viên thôi. Đấy, thì mình có thể mua thêm cái pin này về các bác làm pin dự phòng. Còn nếu không thì khi mà dùng hết pin thì các bác lấy cho mấy cọng dây cáp sạc ở trong này ra. Ở trong nó có một cái cọng dây cáp sạc. Đấy, các bác cắm sạc cho nó. Đấy, ở đây nó có phần chân cắm sạc này, sử dụng chân tai si. Đấy, các bác cắm sạc cho cái đèn này là các bác xài thôi. Là rất là ok. Đấy, khi nào mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc. Và khi nào mà sạc đầy pin thì mình lại mang vào mình dùng, có thế thôi coi nhá. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em ra là cái cây đèn cắm trại nhá, cây đèn cắm trại 90.000 một cây nhá, 90.000 một cây. Thiết kế rất đẹp, sang trọng lịch sự và rất ok. Đây. Đấy, sáng cực kỳ, sáng lắm coi nhá, sáng cực kỳ luôn. 90k nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn cắm trại nhá, 90.000 một cái. Tiếp theo em lên bác đó là cái bình mã hàng đó là cái bình lọc dầu thừa này. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái bình lọc dầu thừa nhá. Các bác nào mà hay nhà hay có dầu dầu hoặc thức ăn dầu thừa ấy. Đấy, dầu thừa thì các bác mua cái bình này về. Đấy, ví dụ dầu mình đang chiên có một lần vài lần mình vẫn có thể tái sử dụng được thì các bác mua cho cái bình này về. Đấy, thì một cái bình này nó sẽ gồm có là một cái bình lọc nha. Đấy, và một cái bình chứa nha, dung tích là khoảng tầm 1.2 L nha, 1.2 L. Đấy, và một cái màng lọc nha. Đấy, và một cái nắp đậy. Đấy, mà khi mà ví dụ những cái dầu thừa mà nó nhiều cặn các bác cho qua đây, cái dây này, cho qua cái dây này các bác lọc này. Đấy, nó có một cái dây này các bác lọc lọc qua đây và cái dầu thừa nó sẽ sạch. Đấy, và sạch thì mình có thể là sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy, và mình có thể tái sử dụng được cái dầu thừa này nhiều lần. Đấy, cái này thì chuyên các bác dùng để dọc lọc dầu thừa, hoặc mình có thể là ngoài lọc dầu thừa mình có thể lọc được nhiều thứ. Đấy, ví dụ như cứ dung dịch này được. Đấy, lọc cặn các thứ là các bác mua cái bình này về, tiện cực kỳ luôn. Dùng tim lít 3 này cũng khá là lít 2 nhá, khá là thoải mái để các bác xài rồi. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái bình lọc dầu thừa nhá. Bình lọc dầu thừa giá sẽ là đi 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái thôi. Đây, bình lọc dầu thừa này, bình lọc dầu thừa nhá, 50k thôi, 50.000 một cái này, giá quá rẻ luôn. Đấy là bao gồm một bình, một cái dây lọc và một cái nắp đậy đi kèm. Đấy là 50k thôi, giá hạt rẻ bình dân mà dùng hai nắp. Đấy, dùng tiện trong nhà bếp các thứ gia đình rất là cần, 1.2 L thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác luôn, đó là cái mã hàng là cái bếp ga du lịch này. Đấy, bếp ga du lịch các bác cứ lên mã với em sẽ là bếp ga du lịch hoặc bếp ga mini. Giá cái này thì bên em đang gửi bác là 100.000 một cái. Về thì mình chỉ việc mua cái bình ga mini, các bác lắp vào là xài thôi. Đấy, tiện là việc mang đi du lịch này, đi chơi, đi cắm trại, đi picnic này, hoặc ví dụ các bác nào ở một mình, đấy, không cần quá nhiều thứ linh kính cầu cành thì các bác mua cho con này về, tiện cực kỳ luôn. Đấy, về lắp bình ga đây, có cả cái đánh lửa tự động luôn. Đấy, có cả đánh lửa tự động luôn này, các bác nhìn này. Đấy, về chỉ việc là lắp bình ga vào, nhích ga lên cho em một chút. Đấy, nhích ga một chút này, mở cái van ga ra. Đấy, đây nó có phần mở van ga, các bác ấn em cái đánh lửa cái thế là ok luôn. Đây có bốn cái chân kiềng bên trên thì các bác để xong nồi cho chắc chắn, là bốn cái chân kiềng bên dưới là luôn, bốn cái chân bên dưới luôn. Đấy, các bác xòe mở ra để các bác để cho chắc chắn luôn, quá ok. Thiết kế rất là chắc chắn, xịn sò, ok nhá, thiết kế chắc chắn lắm, cầm nặng trịch tay luôn. Đó thì một cái bếp ga mini này, bếp ga du lịch nha, bên em đang gửi bác là 100k một chiếc nhá, thiết kế cực kỳ ok, 100k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bếp ga du lịch hoặc bếp ga mini, thiết kế nhỏ gọn chắc chắn, 100k nhá, 100k bếp ga mini du lịch nhá, 100k một cái thôi, giá hạt rẻ bình dân mà tiện cực kỳ. Đấy, có cả đánh lửa tự động nhá, tiện quá ok luôn. Đấy, xài ok luôn. Mã bóng mới luôn, đó là cái mã bóng 5 cánh nhá, nhiều bác hỏi quá thì đây về thêm cho cái mã bóng 5 cánh, nó thay thế cho cái dòng 4 cánh em đang bán hết à. Thì các bác có thể dùng sang cái con 5 cánh này cũng được. Đấy, công suất của nó thì cũng là 100W này, sử dụng cho em là điện 220, và dòng này cũng là dòng siêu sáng luôn, sáng lắm ạ. Đây, đấy, công suất 100W nhá. Đó, điện 220, dòng sử dụng dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đây,
Đấy, nó thiết kế theo dạng hình cánh quạt này. Đấy, các bác nào mà dùng gia đình này, đấy, dùng những cái dòng không gian rộng hoặc lán trại thì có thể tham khảo con này nhá. Đấy, 100W khá là sáng luôn, dùng gia đình thì cũng thoải mái luôn. Rồi là sử dụng những cái chỗ diện tích rộng, ví dụ như ngoài sân rồi sân vườn cái thứ là cần ánh sáng gọi là vừa đủ đấy để các bác sử dụng, gia đình thì cũng là hợp lý luôn. Đó thì con này thì giá nó bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đè bóng đèn 5 cánh nhá. Bóng đèn 5 cánh, bóng đèn 5 cánh thì sẽ có giá là đi 130.000 nhá, 130.000. Bóng 5 cánh này, bóng đèn 5 cánh 130.000 cho một quả này. Đấy, bữa trước đang bán cái bóng hết, đang bán cái bóng 4 cánh nhưng mà cái bóng 4 cánh là nó không hàng ạ. Đấy thì em nhập cho bác về cái bóng 5 cánh này, các bác thay thế nó hơn nhau cũng chỉ có 10-20.000 thôi. Đấy, nhưng mà về chất lượng thì nó sẽ sáng hơn một chút. Đấy, cũng như là nó chắc chắn mà nó đẹp hơn. Đó thì đây. Đấy, bác nào không thích số 4 thì mình có thể chuyển sang số 5 thì nó sẽ sáng là 50 cánh này và cả một cái vòng tròn giữa như này. Đấy, rất đẹp luôn, chắc chắn lắm. Đuôi của nó sẽ là sử dụng đuôi xoáy 27 các nhá. Đấy, đuôi xoáy 27 rất ok. Bóng 5 cánh nhá, 130.000 một quả này. Đấy, 130.000. Ngoài ra thì vẫn có bên em vẫn có bán cho các bác cái dòng bóng 8 cánh nhá. Bóng 8 cánh thì vẫn có hàng. Bóng 8 cánh thì giá của nó sẽ là 190.000. Đấy, con này thì bác nào mà sử dụng những cái dòng nhà xưởng này, đấy rồi là cần những cái ánh sáng mà cực kỳ sáng. Đấy, cần những ánh sáng cực kỳ sáng thì các bác dùng cho em quả này. Quả này của nó thì sẽ có công suất là 200W nhá. Đấy, cũng là đuôi xoáy sử dụng điện 220. Con này thì sáng dã man con ngan luôn. Và anh em cũng đang dùng cái bóng này để chiếu sáng đây. Đấy, cũng đang dùng cái bóng này để chiếu sáng cho bác để quay video bác đây được. Nhìn các bác nhìn nó nát này nhưng mà vẫn rất là sáng nhá, các bác nhìn này. Đấy, em dùng chỉ có ít bóng và một giải bóng thôi nhưng mà rất là sáng. Đấy, quay video bác thực tế các bác coi đây. Đó, rất ok nhá. Đấy, rất sáng luôn. Dòng này thì siêu sáng rồi. Con 8 cánh này giá của nó sẽ là 190.000 một quả nhá. 190.000 một quả bóng 8 cánh nha. Đó, 190k. Giá cũng rất là rẻ bình dân mà cũng rất là sáng luôn. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng 8 cánh. 8 cánh thì sẽ có giá là 190.000 một quả nhá. 190.000 một quả bóng 8 cánh nha. Thì còn cái dòng 5 cánh này thì là 130.000 thôi nhá. Và tiếp theo thì đây tiếp tục lại về cho bác cái mã hàng đó là cái túi ghen con nhiệt 164 ống nhá. Đấy, bữa trước đang bán không hết hàng, mai thì hàng nó tiếp tục về này. Đấy, một túi này là 164 ống, có các kích cỡ khác nhau, từ to đến nhỏ này, nó từ 1 ly cho đến 10 ly nhá. Đây, trong này nó có đóng gói riêng từng mã một luôn này. Đấy, từ mã nhỏ nhất cho đến mã to nhất có đóng gói riêng từng túi một này luôn, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng làm. Đấy, không sợ bị lẫm nhá. Đấy, về các bác dùng để hơ cho nó co vào nhá. Cái này thì nó rất dễ dùng thôi, về các bác chỉ việc là dùng nhiệt các bác hơ, dùng bật lửa hoặc là các bác dùng nhiệt kho nhiệt rồi các bác hơ thì nó sẽ co vào thôi, có thế thôi, dễ dùng cực kỳ. Đó thì về các bác dùng để phủ bao phủ những cái đầu dây điện nó bị hở rồi, nó rất an toàn nhá, chịu nhiệt tốt, chống cháy chống chập rất ok. Đấy thì một cái túi này mình em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 20.000 một túi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi ghen co nhiệt 164 ống nhá, 164 ống. Một túi này là đi 20k thôi. Đấy, giá có bình dân có 20.000 một túi thôi. Về các bác xài thoải mái luôn, mua túi về chắc là xài vài ba năm hết. Đó. Giá hạt rẻ mà dùng ok. Túi ghen co nhiệt nhá, 164 ống, 20.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn các bác, đó là cái bình tông của Bộ Quốc phòng này. Đấy, CCCP này. Đấy, hình búa liềm này. Bình tông của Bộ Quốc phòng nhá. Bình tông này sẽ có dung tích là 2 lít nhá. Có đi kèm cho bác là cả một cái bao da để các bác đựng rất là xa. Đấy, còn đây bên trong đây. Bình tông inox rất dày rất chắc chắn, có phần nắp này. Nắp này có thiết kế rất là thông minh, là có cả cái chỗ nó thiết kế là cái phần nắp nó dính lên đây. Đấy, khi mà các bác xài sử dụng không lo nó ấy nhá, không lo nó bị rơi mất nắp nhá. Đấy, còn đây bên trong đây. Về các bác có thể đựng rượu, đựng nước này, mang đi chơi, đi du lịch, đi công tác, đi dã ngoại, đi cắm trại này, sử dụng trong rất nhiều việc khác nhau. Mình mang rượu, mang nước, mang những cái chất lỏng là đi rất là tiện nhá. Đấy, và đi kèm là một cái bao da nữa. Đấy, các bác đựng vào nhìn rất là sang. Cái bao da này có cả cái phần quai đeo. Đấy, mình có thể đeo chéo người, rất tiện dụng, mang đi mang lại cực kỳ hay. Đó, tiện lắm, đẹp lắm. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đấy, bình tông của Bộ Quốc phòng nhá, hàng của Bộ Quốc phòng, rất xịn sò, ok. Cái này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 110.000 một cái bình tông nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em xem là cái bình tông 2 lít nhá, bình tông dung tích 2 lít này. Đó, giá sẽ là 110.000 một cái thôi. Chỉ 110.000 cái, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, 110k, dung tích 2 lít này. Đấy, đi kèm là một bình và một bao da đi kèm luôn. Đấy, có cả quai đeo xịn sò, ok, chắc chắn lắm. Hàng mới nguyên trong
bao bì này luôn, đó là 110 ngàn một cái nhá, dung tích 2 lít, đựng thoải mái luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái bút bi của Thiên Long này. Đấy, đầu bút 0.5mm nhá, hàng của Thiên Long rất xịn sò luôn. Một hộp này là 20 bút thôi nhá, giá sẽ là đi bao tiền nhỉ? 25 ngàn nhá, 25 ngàn. Đây một hộp này của nó là 20 bút này, dùng thoải mái luôn, mà giá nó hạt rẻ thôi, 25 ngàn coi nhá, chỉ có 25 ngàn một cái hộp bút này thôi. Là 20 cái tính ra vào hơn 1.000 một cái, giá quá rẻ luôn. Đấy, hàng của Thiên Long rất xịn sò. Đây. Đấy, bút này là màu xanh nhá, đợt này nó về cái lô đấy chỉ nguyên màu xanh thôi. Đấy, lô này về nguyên màu xanh này, xịn sò ok. Đấy. Giá rẻ về các bác mua hộp về mà viết dần. Đấy. 25 cao nhá, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp bút bi của Thiên Long nhá, bán là bán cả hộp luôn nhá, không bán lẻ nhá, vì giá nó rất là rẻ rồi. Đấy, bán là bán cả hộp luôn là 25 ngàn hộp nha, là 20 cái, đó 20 bút này, màu xanh, đầu 0.5 ly nhá, đấy đầu bút cao cấp này, nét vết viết êm này, mượt này, màu mực đẹp này, không lem này, xịn sò ok, bút bi nhá, 25k, hộp 20 cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác A, đó là cái bộ xi đánh bóng giày nhá, bộ xi đánh bóng giày. Đấy, chuyên để các bác đánh cho giày da, đồ da, ví dụ như là giày da này, bốt da rồi giờ là quần áo dạng đồ da. Là các bác dùng cho em cái này, các bác đánh vào cực kỳ bóng và rất là sáng, rất là mới đồ luôn. Đấy, đặc biệt các bác đang dịp tiết chất, các bác đánh những đồ da này mình rất ok nhá. Đấy, nó vừa bảo vệ da, giúp da đồ da bác dưỡng ẩm tốt là không bị khô này, rồi là nó sẽ bền hơn các bác, đồ da sẽ bền hơn. Đấy thì nó sẽ gồm có một cái cục bông, bên trong là nó sẽ có tẩm hết dầu các thứ rồi. Đấy, và đi kèm một cái lọ này nữa các bác nhá. Một cái lọ này thì hết thì các bác tra cái lọ này vào là ok. Đó thì đây. Về thì các bác chỉ việc là dùng, các bác đánh vào này. Đấy, các bác đánh vào nó sẽ bóng lên nhá. Đấy, sẽ bóng lên. Đó, nó sẽ bóng lên rất ok đây. Để em lấy thử những cái gì em đánh cho bác coi. Đây này, đây em có nhìn này. Đấy thì khi mà đánh thì nó sẽ ra một cái dạng dung dịch bóng này. Đấy, vừa tạo bóng vừa tạo độ ẩm nhá. Đấy các bác nhìn này đánh nha. Đấy nó khác hẳn luôn. Rất là hay nhá. Nó gọi là cái xi đánh cái bộ sản phẩm xi đánh giày da, đồ da nhá. Xi đánh giày da, đồ da thì cứ lên mã cho em sẽ cái bộ sản phẩm là cái xi đánh giày da. Bên em đang bán một cái bộ như này. Đây bao gồm là một cái lọ này nữa. Đấy, với một cái bộ này là 30k nhá. 30k. Lên mã cho em sẽ cái bộ xi đánh bóng giày da nhá. Xi đánh bóng giày da, đồ da. Đấy. Giày da, đồ da này là 30.000 một bộ nhá, bao gồm là một cái cục mút đánh này và một cái lọ dung dịch này nữa. Là 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái rổ chắt nước, hay bên em hay gọi là cái rổ vo gạo đấy. Đấy, ví dụ thì các bác hay vo gạo, vo đỗ, vo những cái dạng hạt này. Đấy, bình thường là các bác hay cho vào giá trước các thứ là nó mất công. Đấy, về các bác cho vào cái này chưa. Đấy, khi mà các bác chắt nước ra thì các bác nhìn này, ở đây nó cái lỗ li ti. Đấy, các bác chắt nước ra nhá thì nước nó vẫn sẽ kiệt hết mà nó vẫn giữ lại toàn bộ gạo nước, nó không bị văng ra ngoài nhá, không bị văng ngoài, dùng rất là hay luôn. Đây nó có cái phần tay cầm. Đấy, chất liệu toàn bộ bằng nhựa PVC cao cấp. Đó. Rất ok luôn. Giá này bên em của bác giá bình dân thôi. Đấy, lên mã em sẽ cái rổ chắt nước hoặc là cái rổ bộ rổ vo gạo đều được, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo. Đấy, giá bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái chiếc rổ chắt nước hoặc một cái rổ vo gạo nhá. 20.000 một chiếc thôi. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Vo gạo truyền thống cho gia đình bạn. Đây này, có nhìn này. Nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng rổ lọc. Mấy bạn hậu đậu như đấy, bình thường là các bác hay cứ vo gạo này đấy, cứ hay bị đổ văng gạo ra nhá. Đấy thì các bác đong gạo đây, sau đó các bác vo. Thì khi mà các bác chắt nước ra nó ra rất là tiện luôn. Đó, các bác nhìn này. Bo viền siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước, sử dụng để vo gạo. Đấy, con nhìn này, chắt nước này. Đấy, chắt nước rồi là các mình vo những cái các dạng hạt này. Rồi các bác ví dụ mình về mình rửa hoa quả vào đây được. Đấy, các bác rửa hoa quả vào đây được. Cho hoa quả đây các bác rửa. Đấy, rửa xong các bác chắt nước cá là ok, nó nước nó sẽ trôi hết ra vì đây nó có những cái lỗ này. Đấy, nó gọi là cái rổ chắt nước vo gạo nhá. Giá anh em đang bán một cái rổ này là 20.000 một chiếc nhá. 20k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái con dao sưu tầm này. Lên mã em sẽ cái cây dao sưu tầm S1 nhá. Đấy, cây dao sưu tầm S1, cây này thì giá bình dân thôi. Thì em đang gửi bác là giá một cây dao sưu tầm S1 này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k một cây, 30k một cây đây. Đấy, rất chất lượng luôn, cực kỳ sắc bén nhá, quá ok này. Đó. Con này thì chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm 20cm nhá. Các bác mua về để sưu tầm này, mua về đi rừng đi phượt, gọt hoa quả cái này rất ok luôn, rất đẹp, có phần vỏ bao đựng đầy đủ luôn nhá. Đấy. Và phần vỏ ngoài này vân đá lên nhìn rất ok. Đó, rất chất lượng luôn, chỉ có 30 ngàn một cây thôi. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái cây dao sưu tầm. Cây dao sưu tầm S1 nhá. Cây dao sưu tầm S1 này. Dao sưu tầm S1 nhá, mã sẽ S1, giá đang gửi bác là đi 30k một cây thôi, 30.000 một cây. Giá rất hạt rẻ luôn.
mã sẽ là mã dao S1 nhá. Đây bác cùng xem lại lần nữa này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá, lưỡi bao sắc bác luôn, sắc bén lắm, nhìn rất đẹp luôn. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Có phần vỏ bao đựng. Đấy, nhìn bình thường này các bác nhìn không biết là con này là con dao luôn. Đấy. Nhưng mà mở ra biết bên trong nó con dao. Đó, ok luôn. Đấy, nhìn thiết kế kiểu dạng thiết kế kiểu nhật nhật này. Đó, ok. Đó. À, 20k một cây nhá. Dao sưu tầm mã dao sẽ là mã dao S1 nhá. Đấy, có cả vỏ bao đựng đầy đủ luôn là 30.000 một cây nhá. 30k một cây nhá. Rất đẹp. Đó. Sau một video thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái môi múc cành. Đấy, để về các bác Tết nhất này. Nhà nhiều cỗ bàn các bác mua cho cái môi múc cành về rất là đẹp luôn. Chất liệu thì sẽ là inox 304 nhá. Hàng này thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị. Đấy, bình thường thì nói luôn các bác là môi múc cành thì các bác mua chợ rất là nhiều. Đấy, em nói luôn là các bác mua chợ thì nó quá là nhiều luôn, nhưng thực ra là để kiếm một cái môi mà nó dày mà nó đẹp như này thì rất là hiếm này. Các bác nhìn này cái thớ môi của nó này. Nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đấy, dày dã man luôn, cái phần lòng môi nó rất là dày nhá. Cái này các bác dùng yên tâm, không lo nó bị gãy bị hỏng luôn, vì nó quá là dày vậy. Đây các bác nhìn này. Nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đó. Thì một chiếc môi múc canh này hàng thanh lý siêu thị Nhật luôn nhá. Giá vẫn còn đây này, vẫn còn nguyên tang mác này. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. Đấy, 40k, giá nó rất là hạt rẻ thôi. Mà nói chung là cái sản phẩm nó chất lượng, dùng nó bền ạ. Inox 304 luôn các bác nhá. Đấy, inox 304 sáng bóng đẹp luôn. Đấy, có in hình hoa hồng rất là đẹp luôn này. Đó. Lên mã em sẽ là cái môi múc canh. Đấy, môi canh. Môi canh này đang có giá là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc môi múc canh. Hàng dày, hàng loại 1, hàng xịn luôn nhá. Hàng dày loại 1 xịn vẫn còn nguyên tang mác đầy đủ này các bác nhá. Là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc môi múc canh. Đấy. Inox 304 rất dày luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đây các bác. Các bác vì biết độ dày nhà này. Đấy, gõ hai cái môi cái độ dày nó cứ kêu cục 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 là biết độ dày nào, cực kỳ dày luôn nhá. Đấy, môi canh nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái môi múc canh. 40.000 một chiếc môi múc canh này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao chặt C3 nhá, con dao chặt C3 em báo giá luôn. Con này thì nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy, đặc biệt là dành cho chị em phụ nữ, con này dùng chặt rất là vừa tay này. Đấy, mà chặt cực kỳ sắc các bác nhá, chặt cực kỳ sắt luôn. Phần trên này làm nhám chống dính, phần dưới thì trơn. Đấy, hàng thì bao sắc bác luôn. Tay cầm cán gỗ này, có 3 đinh tán. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng liền thân nên là các bác dùng yên tâm, nó không lo nó bị long chuôi long cán nhá. Đấy, dùng rất là bền. Đấy, đây em sẽ test các bác về độ sắc này. Nói chung là dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi, cực kỳ sắc, bao sắc bác luôn. Không sắc các bác không sắc không lấy tiền các nhá, không sắc không lấy tiền, cực kỳ sắc bén luôn này. Đây này, dọc giấy nhìn này, dọc giấy đi ngọt dẻo luôn nhá. Mà đây là dao chặt nhá, dao chặt mà các bác nhìn nó dọc giấy này rất là ok rồi. Đấy, dao chặt rồi cái đường giấy đi mịn mịn luôn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn, quá ok luôn. Giá thì bình dân là rẻ 100.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ con dao chặt C3 nhá. Đấy, dao chặt C3. Đó, dao chặt C3. Giá đang gửi bác là đi đấy, dao dọc giấy rất là sắc luôn nhá. Giá đang gửi bác là 100.000 một cây. Dao chặt C3 này. C3 nhá, 100k một cây. Đấy, hàng bao chất bác luôn. Về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thậm chí có thể thái luôn nhá. Đấy, chất thép rất là sắc. Đấy, hàng bãi Nhật rất thép, rất sắc luôn. Dao chặt C3 nhá, 100.000 một cây. Đấy, 100.000 một cây. Đấy, nặng khoảng tầm 5 lạng. Nói chung là đặc biệt dành cho các bác phụ nữ. Đấy, chặt nó rất là vừa tay, không bị nặng quá, không bị nhẹ quá nhá. Chặt nó vừa. Đó. Dao chặt C3 nhá, 100.000 một cây này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây liếc mài kim cương. Lên mã cho cái cây liếc mài kim cương. Cây này thì các bác yên tâm về chất lượng, mài cực kỳ nhanh sắc dao. Đấy, cũng như là các bác có thể mài đa năng rất là nhiều những cái đồ vật khác nhau, ví dụ như các bác dùng để mài kéo này, rồi là mài dao này, rồi là mài liềm này. Đấy, rất nhiều kiểu mài khác nhau nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất luôn. Con này thì nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo này, diamond sapper này. Đấy, diamond là kim cương, chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, nên là khi mà các bác mài nó rất là nhanh sắc nhá. Mà cái con này đây, đây hàng mới đi ra băng này. Con này các bác mài thì nó sẽ có hai mặt nhá, một cái mặt nhẵn này và một cái mặt nó hơi vòm vòm một chút này, cong cong một chút này. Đấy, ví dụ một cái mặt này các bác dùng để liếc này, cái mặt này các bác dùng như kiểu là các bác dùng để rũa này. Đấy, mình rũa, mình rũa những cái chỗ phần lưỡi mẻ rũa cho nó bằng đi. Đấy, ok luôn. Đấy, vừa làm một chiếc liếc, vừa làm một cái cây rũa luôn. Đấy, rũa dao, rũa kéo, rũa liềm. Đó, rồi là mình liếc dao, liếc kéo, liếc liềm cho nó nhanh sắc này. Đấy, cái độ nhám của nó rất là mịn. Đấy, các bác mài rất là nhanh sắc luôn, cực kỳ ok. Đấy, tay cầm hàng liền thân luôn nhá, made in Japan, tráng một lớp kim cương nhân tạo, mài cực kỳ là nhanh sắc luôn. Đấy, mài dao, mài kéo, mài liềm, mà mài rất nhiều những cái đồ vật ngoài mài này, rồi là rũa này, ok luôn nhá. Một cây liếc mài kim cương, giá em đang gửi bác giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá. 100.000 một cây. Đấy, lên mã em sẽ cái cây liếc mài kim cương nhá. Liếc mài kim cương này, hàng của Nhật, liếc mài kim cương.
Giá đang của bác là 100k một cái cây liếc mài kim cương này, 100 ngàn một cây nhá, 100k một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Keo này thì nói chung cái keo này thì chắc là nhiều bác biết về cái mã keo này rồi. Đấy, nó là dòng keo hai thành phần. Đấy, nó sẽ có hai tip nhá. Một tip keo A, một tip keo B. Thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này ấy, thì các bác mở xem cái nắp này ra này. Mở xem cái nắp này ra. Đấy, nó sẽ có là hai mã keo, một mã màu vàng, một mã màu nâu nâu đen đen này. Đấy thì các bác cắm cho em cái bóp này vào này. Đấy, sau đó là các bác cầm đấy, cái bóp ra như kiểu là các bác bóp như kiểu là các bác bơm xi lanh ấy. Đấy, các bác cầm các ấn thì nó sẽ phun keo ra, và bắt đầu là các bác dùng một cái chổi và một cái vật gì đấy, các bác trộn hai cái vào nhau và các bác phết lên những cái chỗ các bác cần vá. Cái con này đặc biệt là nó rất là rắn. Đấy, khi mà nó khô xong thì nó sẽ rắn đúng như bê tông luôn, nó rắn hơn cả bê tông luôn. Đấy, như kiểu là một cái khối đá nó bệm nào ấy, cực kỳ rắn luôn. Các bác có lấy máy khoan máy cắt ở các bác đục đẽo còn chán nó mới ra luôn, nó cực kỳ là dính mà nó rất là cứng luôn. Đấy, mà đặc biệt là ví dụ dòng này các bác chuyên cho bác vá ví dụ như là những cái chỗ mà nó bị hở ấy, ví dụ như là vá lốc máy bị hở bị vỡ này, rồi là những cái chi tiết cơ khí sắt xiếc ở các bác không thể hàn được, thì các bác chỉ có việc là dùng cái keo này các bác vá vào xem. Đấy, các bác dùng các bác vá vào xem. Đấy, các bác không cần phải hàn hiếc, các bác chỉ việc lấy keo này các bác vá vào thôi. Nó là cái mã keo hai thành phần nhá. Đấy, cực kỳ cứng luôn, siêu cứng luôn. Giá em đang bán một cái tip keo hai thành phần này giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên mã em sẽ là cái tip keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần nhá. 40k cho một cái tip keo hai thành phần nha. Đấy, đi về các bác dùng được các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái keo này với nhau. Đầu tiên hiện tại nó đang vẫn là riêng, nhưng mà về các bác trộn vào thì bắt đầu là nó với hai keo nó với tác dụng với nhau, nó với tăng độ cứng. Đấy, tăng độ ấy lên. Đó, 40k một tip này nhá. Đấy, keo hai thành phần. Một tip này là 100ml. Đấy, rất là nhiều luôn. 40k một tip mã keo hai thành phần nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ ép tỏi này, để về các bác dùng tết nét các thứ này. Đấy, các bác cho hành cho tỏi đây các bác ép này. Đấy, vừa lấy nước vừa lấy bã này. Con này thì chất liệu là inox 304, sáng bóng đẹp cực kỳ luôn, hàng của Willing nhá, Willing của Đức. Thì về các bác cho đây, sau đó các bác ép nó xuống thế là xong, các nhá. Đó, đây nó có những cái lỗ này, vừa ra nước này vừa lấy bã này. Đấy, các bác cho đây các bác ép thế là xong. Đấy, hàng của Willing inox 304 nhá, rất chắc chắn luôn. Giá thì em gửi bác giá bình dân thôi. Lên mã em sẽ là cái cây ép tỏi nhá, cây ép tỏi này đang có giá là đi ép tỏi của Đức nhá. Ép tỏi của Đức đang có giá là đi 60k nhá, 60.000 một cái cây ép tỏi của Đức nhá, 60.000 một cây. Đấy, về các bác chỉ việc cho tỏi cho hành các thứ đây các bác muốn ép này. Cho đây các bác ép cái thì là xong. Đó. 60k nhá, 60k một cái cây ép tỏi rất là hay. Đó, hàng của Willing của Đức nhá, 60k một cây. Tiếp theo thì em còn vẫn còn cái dòng thắt lưng da bò của Mỹ này. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã là mã màu nâu và mã màu đen nhá. Đấy, về các bác dùng để tết nhất mình đi chơi đi bờ. Đấy, đeo nhìn cho nó đẹp lịch sự này, rất chất lượng luôn. Hiện tại đã có hai màu là màu nâu và màu đen, hai màu nào cũng đẹp luôn. Đó. Chất liệu thì da thật 100% luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra hơ lửa hơ liếc cho em thoải mái, và dòng này thì người ta làm rất là kỹ rồi. Đấy, toàn bộ phần hai bên này được bo này, đấy đều được bo ấy này, đều được bo viền này. Đấy, bo viền thì rất là chất lượng luôn. Hàng của Mỹ nhá. À đây. Made in USA. Đấy, made in USA rất chất lượng luôn. Đó. Cực kỳ đẹp, phần mặt rất là đẹp luôn này. Đây, phần mặt rất đẹp. Hàng này của nó thì là hàng dạng là hàng con lăn nhá. Con lăn đây em bóc cho bác còn một mặt này. Nó là dạng con lăn. Là về các bác sử dụng rất ok luôn. Giá thì bên em đang gửi bác là 180.000 một sợi nhá, 180.000 một sợi thôi. Đấy, bình thường nó đang bán hơn 200 ấy. Đây, mặt rất đẹp này, mặt cực kỳ là trang nhã nhá. Rất là phù hợp với các bác tầm tuổi dạng trung niên là rất là hợp lý luôn. Đấy, mặt con lăn nhá, mặt con lăn. Cái con lăn này các bác dùng rất là hay này, nó không quan tâm là bụng to bụng nhỏ là dùng được hay không. Nghĩa là nó phải đi sai nhá, bụng to bụng nhỏ là các bác đều dùng được luôn. Nó không bị hạn chế như những các bác dùng những con khuy cà đứa giờ nó hay bị hạn chế, ví dụ như là bụng to bụng nhỏ là các bác hơi khó dùng, nhưng con này con lăn là các bác bụng to hoặc là các bác bụng nhỏ đều dùng được luôn nhá. Tại vì nó con lăn nó không giới hạn cái kích thước là bao nhiêu nhá. Đấy, đây, mặt cực kỳ đẹp trang nhã này. Cái con này là màu đen. Con này thì là màu nâu này. Đấy, con này màu nâu này. Đấy, màu nâu thì bên em đang bán cho bác giá sẽ là 180.000 một sợi nhá, 180.000 một sợi. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Đó. Giá của nó sẽ là 180.000 một sợi thắt lưng da bò Mỹ nha, 180.000 một sợi thôi. Dùng rất là hay. Đấy, dùng rất là đẹp, chất lượng luôn. Đây, mặt USA này. Đấy, made in USA nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này là con màu nâu đây, con màu nâu đây. Đấy, đây, made in USA, quá ok, hai màu nhá. Màu nâu và màu đen. Đấy, mặt cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây,
đấy, hai dây đây đấy, thì đồng giá là cứ 180.000 một sợi nhá, các bác lấy màu nào được báo nhá, thì em nhặt cho bác màu đấy nhá. Đồng giá là 180.000 một sợi, thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, đồng giá 180.000. Tạo vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dao Đức 3 cây này, bộ dao Đức 3 cây. Đó thì hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Bộ dao Đức, đấy, bộ dao Đức 3 cây. Bộ này là có 3 cây đâu ạ. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, bữa trước đang bán là 170.000. Hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. 130.000 một bộ nhá, 130.000 một bộ dao Đức 3 cây. Đấy, nó sẽ gồm có là 3 cây dao nhá. Hàng của thương hiệu Willing này. Đấy, Willing một trong thương hiệu rất là nổi tiếng về đồ gia dụng của Đức này. Đấy, nguyên hộp này là 3 cây. Về các bác dụng làm quà biếu tặng mua về dùng. Ok luôn, set 3 chiếc này. Đấy thì đây, em sẽ quay cho bác từng con một luôn. Đầu tiên là một cái con dao chuyên để các bác lọc và thái này. Đấy, logo Willing này. Đấy, có thấy không? Logo Willing nhá. Vân gỗ lên cực kỳ đẹp, hàng thì bao sắc các bác luôn. Nhưng các bác yên tâm về chất dao Đức, dùng cực kỳ thích. Đó, rất chắc chắn nhá, cầm con dao rất là chất lượng luôn. Nhìn dao ở Đức nhìn nó vẫn khác bọt luôn các bác nhìn này. Đấy. Con này là con vừa lọc vừa thái này. Một cái con dùng các bác dùng để băm chặt nhẹ hoặc là các bác dùng để thái bản to, các bác xài con này cho. Đấy, logo Willing này. Đấy, logo Willing thôi nhá. Đó, con này băm chặt nhẹ là ok. Đấy, vân gỗ. Tiếp theo thì là một cái con dao dùng để chặt này. Đấy, con này chặt chiếc các thứ ok, chặt gà, chặt vịt, chặt xương là ok cho em luôn. Đấy, đây. Logo Willing rất sắc bén nhá. Hàng rất sắc luôn, dùng cực kỳ thích. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp luôn. Đó. Một bộ 3 cây nha. Đấy, một bộ 3 cây dao của Đức này với giá sẽ là đi 130.000 một bộ nhá. 130.000 bộ thôi. Nay em giảm giá sập sàn cho bác luôn. Đấy thì một bộ của nó nguyên hộp này nhá. Một bộ là nguyên hộp này là 3 cây nhà này. Đấy là một bộ nhà là 3 cây. Đấy là set 3 cây dao của Đức nhá. Là 130k, hàng của thương hiệu Willing thôi nhá. Của thương hiệu Willing. Xem lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cuộn dây điện 2 mét này để về các bác dùng tết nhất này. Đấy, mình cắm đồ, cắm đạc, cắm nọ kia các thứ là ok này. Đấy, con này thì dây điện vàng dài 20 mét nhá, dùng cực kỳ thích luôn. Đó. Có cả phích cắm, ổ cắm đầy đủ nhá. Đây là dây phích nguồn vào này. Đấy, còn đây là ổ ra. Ổ ra thì nó là dạng ổ đúc luôn nhá. Có cả chân tròn, cả chân dẹt để về các bác cắm đa năng luôn. Đấy. Hàng dây lõa đồng nhá. Và dây này em nói luôn là dây sẽ là dây 1 chấm nhá. Dây 1 chấm. Đấy, nói chung là về các bác cắm những cái dạng máy móc công suất khoảng tầm 1.500. Đấy, 1.500W đổ về là ok. Đó. Em báo giá luôn này. Lên mã em sẽ là cái con sản phẩm là dây vàng 20m này. Dây vàng 20m. Giá thì bữa trước đang bán là 170.000. Hôm nay về các bác mức giá rất tốt luôn. 130.000 một sợi nhá, 130k một sợi. 130k một sợi nha. Đấy, dây vàng 20m nhá. Đấy, chiều dài 20m là các bác dùng gia đình nói chung là khá là ok được ạ. Thoải mái dùng luôn. Đây này các bác ơi, dây của nó sẽ là dây lõa đồng nha. Đây em tháo cho các con này. Dây lõa đồng dây 1 chấm nhá đây. Đấy, dây lõa đồng, dây 1 chấm, dây cũng khá là to đấy. Để về các bác dùng cắm đồ đạc, cắm thiết bị này mình là ok luôn. Đấy, dài 20m nhá, dây lõa đồng 100% luôn. Giá thì một cuộn là 130.000 thôi. Giá đợt này đang thanh lý xả kho rất rẻ luôn. Chỉ 130.000 mà dài 20m. Về các bác dùng thoải mái luôn. Dây này của nó thì bọc, dây của nó là dây hai lớp nhá. Đấy, dây hai lớp luôn. Đấy, bên trong một lõi này, bên ngoài này một lớp bọc chống xước, chống va đập này. Đấy. Hàng thì ổ này thì cũng là ổ đúc chống va đập chống vỡ. Dây thì rất là dẻo nhá. Cái dây nó rất là dẻo luôn. Về các bác dùng cực kỳ thích. Dây dẻo dã man luôn này. Đấy, dây nó rất là dẻo này. Đó, dây nó dẻo nên các bác dùng ok. Đấy, không bị cứng hay nhèo đâu. Đó, ổ cắm các thứ là full ổ cắm, về các bác cắm thoải mái luôn. Chân dẹt, chân tròn là các bác cắm ok cho luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái dây vàng 20m nhá. Dây vàng 20m. Đó. 130.000 một sợi nhá. Dây lõi đồng 1 chấm nhá. Dây lõi đồng 1 chấm. Đó, 130.000 một sợi này. Giá rất rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Bộ này thì lên mã giúp em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa 100m nhá. Và em báo giá luôn. Bộ này thì giá thì cực kỳ rẻ luôn. Bộ điều khiển từ xa 100m này. Điều khiển từ xa, bộ này là điều khiển được 100m nhá. Giá thì báo giá bác luôn 90.000 một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 90.000 một bộ này. Giá quá ok. Nó sẽ gồm có một cái cục nguồn này. Đấy, cục nguồn và một cái tay bấm điều khiển. Đấy, như kiểu là cái tay bấm điều khiển xe tô luôn, rất chất lượng này, on off này. Đấy. Thì con này rất là dễ thôi. Đấy, nó có cả cái sách hướng dẫn trong này. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng để về bác đấu nối này. Đấy, thì nó sẽ có là hai đường vào và hai đường ra. Đấy thì đây. Đây input, input AC, input, input là vào và output là ra. Đấy, LN. Cái này thì thực ra thì điện Việt Nam nó là điện xoay chiều nên là các bác bấm các bác đấu với nào cũng được. Đấy, đấu không quan trọng pha nóng pha nguội đâu nên các bác đấu với nào cũng được. Thì các bác cứ mặc định cho là 1 2 này, nó có đánh số này, 1 2 sẽ là vào này, 3 4 là ra nhá. Thì các bác cứ đấu nguồn là nguồn 220 là vào 1 2 cho em. Và 3 4 là các bác đấu ra, thì đấu ra là các bác đấu vào những cái thiết bị các bác cần điều khiển ấy, ví dụ như là đèn này, quạt này, rồi là
máy bơm motor, con này điều khiển công suất khoảng tầm 30A đổ về. Đấy, 30A đổ về là các bác dùng ví dụ như con motor 1 ký 2 ký là thoải mái con này luôn. Đấy, dùng rất ok. Đấy, về thì các bác có thể bắt lên tường, nó có cả những cái lỗ để các bác bắt lên tường này. Đấy, thì về các bác cứ đấu nối và sau đó các bác dùng cái điều khiển này, các bác bấm cho em rất tiện dụng luôn. Đấy, bấm cho em nó rất tiện dụng luôn, mình có thể điều khiển từ xa được, khoảng cách từ 100m đổ về là ok. Đấy, giá thì bình dân thôi, chỉ có 90.000 một bộ nhá. Bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m nhá, 90.000 một bộ đây. Đấy, em cũng lắp sẵn một bộ, em quay cho các bác coi này. Đấy, em cũng đấu sẵn một bộ, em test cho bác coi. Rất chất lượng luôn, con này dùng ok mà. Đấy, mà giá nó bình dân. Đấy, thì về có như đây em đang muốn điều khiển cái đèn này. Đấy, thì đây em đang đấu đây. Đấy, em đang đấu 1-2 này, 1-2 có nhìn này. Đấy, để em zoom cho bác coi nhá. Đấy, 1-2 này, 1-2 thì là vào đây. Đấy, thì là vào nguồn 220 này, 3-4 là ra. Đấy, em đang cho ra cái đèn này. Đấy, em bấm cho bác coi nhá. On này. Đấy, off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, thì các bác chỉ việc là các bác bấm thôi. Đấy, bấm là xong. Đây, 1 này, 2 này, 1 này, 2 này, on này, off này, on, off này. Đấy, rất tiện dụng nhá. Mình điều khiển từ xa, chỉ việc cầm cái tự tay điều khiển các bấm là xong. 90.000 một bộ thôi. Giá rất bình dân mà nó rất dễ dàng lắp đặt và rất là dễ sử dụng nhá. Đấy, cứ mặc định cho em là 1-2 là vào và 3-4 là ra. Đấy, 1-2 thì là vào nguồn 220. Còn 3-4 là các bác ra những thiết bị các bác cần điều khiển. Đấy, ví dụ như là 3-4 này em đang ra cái điều khiển là cái bóng đèn đây này. Đây này, on này, off này, on này. Ờ này, rất ok nha các bác nhá. 90.000 một bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m các bác nhá. Luôn đi bác. Đó là cái mã đèn hai đầu này. Đấy, con này thì bên em đang bán rất nhiều rồi. Giá thì cũng bao giá thị trường luôn. Lên mã cho em xem con sản phẩm là đèn hai đầu. Đèn hai đầu này thì đang có giá là đi 240.000 nhá. 240k và bao ship cho bác tận nhà luôn. Bao ship tận nhà luôn. Giá rất tốt. Đó. Các bác cứ mua hóa đơn trên 200 là được bao ship rồi mà. Con đèn này là bao ship là đương nhiên rồi. Đấy. Con sản phẩm đèn cực kỳ chất lượng. Dòng đèn pin hai đầu của cảnh sát Nhật nhá. Đây, hàng Polykea Made in Japan. Con này chiếu sáng, tầm chiếu xa của nó từ 800 cho đến 1200m nhá. Chiếu kỳ xa luôn, cực kỳ sáng nhá. Đây, con nhìn này, ánh sáng của nó trắng xóa luôn này, sáng dã man luôn. Các bác có thể lên xem video em test rất nhiều lần con này rồi, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, nó con này có hai chế độ sáng cả hai đầu luôn nhá. Phần đầu này được bọc cao su chống va đập chống vỡ nhá. Đấy, toàn bộ này dòng mắt LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn. Đấy. Đấy, các bác có thể bật cả bên hông này, rồi bật phát bên này luôn này. Đấy, sáng cả bên này luôn, sáng cả bên này. Rồi bật phát sáng cả bên này luôn. Đấy, rất ok nhá, sáng phát hai đầu luôn này. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là đèn hai đầu nhá. 240.000, có báo cả vạch pin luôn, khi mà các bác bật báo cả vạch pin để biết là pin nó còn nhiều hết. Đây là cái phần chân sạc này. Đấy, chân của nó chân nhỏ chân sạc. Còn cái chân to là cái cổng USB để các bác sạc ra nhá. Ví dụ điện thoại hết pin thì mình có thể cắm ở đây. Đấy, để các bác lấy cái pin của cái đèn này các bác sạc cho điện thoại nhá. Đấy, như kiểu là một cái cục sạc dự phòng ấy. Có cả một cái lỗ ốc 3/4 để các bác có thể ví dụ về bắt vào những cái con chân ốc 3/4 rất ok. Đấy, hàng Made in Japan, rất xịn sò. Lên mã như em sẽ là đèn hai đầu nhá, cực kỳ sáng. Có các chế độ sáng là chiếu xa này, rồi là ánh sáng rộng này. Đấy, rồi ánh sáng rộng nữa này. Rồi là có cả nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy loạn luôn, rất hay. À, 240.000 nhá, 240.000 thôi. Vào việc luôn, giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Đấy, đi kèm có cả một cái giọng cộng dây cáp sạc nhá. Thì cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm vô. Đấy, để các bác sạc cho cái đèn này là xài thôi. 240k nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn hai đầu, 240.000 một cây, bao ship là nhà. Đèn siêu sáng luôn nhá, không sáng không lấy tiền bác luôn, cực kỳ sáng luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho cái mã hàng luôn, đó là cái cây đèn nấm nhá, đèn nấm đèn ngủ đây. Lên mã em sẽ cái cây đèn nấm hoặc đèn ngủ đều được. Đấy, đèn nấm, đèn ngủ đều được nhá. Đèn ngủ nấm đấy các nhá, đèn ngủ nấm. Em báo giá luôn, bữa trước đang bán cho bác là 40.000, hôm nay em về bác giá rất tốt luôn, bán giá lại tình cảm thôi. 15k cho một cái cây đèn nấm nha, 15k một cây, dùng rất là hay. Đây, nó là dạng đèn ngấm đủ nhá, nó có cái chức năng cảm biến là tự động là ban ngày nó sẽ tắt đi và ban đêm tự động nó sẽ bật lên. Đấy, về các bác cắm vào phòng ngủ các thứ này, đấy, ok luôn. Đấy, tự động là, đây nó có mắt cảm biến này, tự động ban ngày là nó sẽ tắt đi và, đúng rồi, ban ngày tắt đi và ban đêm là tự động nó sẽ bật lên nhá, dùng rất hay luôn. Giá thanh lý xả kho cho bác luôn. 15k một cây nhá, 15k một cái cây đèn ngủ nấm nhá, 15k một cây. Đây nhá, đấy khi mà về các bác dùng thì nếu mà các bác muốn test thì các bác để tay đây. Đấy, để tay các bác bịt kín cái phần mắt cảm biến ở bên này này. Đấy là tự động nó sẽ sáng lên, các bác bỏ tay ra cái nó sẽ tắt đi nhá. Đấy đây, rất ok luôn. Đấy, nó cảm biến rất hay nhá. Đấy, nó là cái nó có cái chức năng cảm biến rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng cắm làm đèn ngủ thứ ok luôn nhá. 15k một cây.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy thổi hút bụi này. Lên mã sẽ con máy thổi, con này vừa thổi vừa hút được nhỉ. Đấy, vừa thổi hút nhưng mà chủ yếu là nó thổi được quá. Đấy, còn hút thì nó là phụ thôi, chủ yếu là thổi thôi nhá. Đấy, thì về các bác mua dùng để thổi cũng rất hay. Đó. Đây bên trong phụ kiện này đủ đi kèm này. Đấy. Sử dụng nguồn 220 dùng rất là tiện luôn. Chủ yếu là các bác thổi, ví dụ mình thổi bụi, thổi lá cây thì rất là tiện dụng luôn. Đấy, con này thì nói luôn hàng sản xuất tại Trung Quốc nhá. Made in China. Đấy, made in China. Công suất của nó sẽ là 1000W này và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá. Cực kỳ khỏe luôn, máy chạy khỏe lắm. Đấy, thổi phe phe luôn. Đây. Các bác muốn thổi các bác lắp cho cái đầu này vào, cái đầu chóp chóp này. Đấy, các bác bấm công tắc đây nhá, bấm công tắc đây. Đây nó có cực công tắc này. Đấy, motor đây. Đấy, bấm vào trực tiếp vào nguồn 220 các bác bắn cho em. Thổi cực kỳ khỏe luôn. Ngoài ra nếu các bác muốn hút ấy thì các bác lại chuyển cái đầu này về đây. Đấy thì các bác lại hút nhá. Đấy và khi mà hút thì các bác lắp cho em cái túi này vào này. Đấy, lắp cho em cái túi này vào để cho nó chứa rác ạ. Đấy, để cho nó chứa rác. Thì các bác lắp vào đây nhá. Lắp vào đây. Đấy thì khi mà hút thì nó sẽ hút và truyền rác thì nó sẽ đựng vào trong cái túi này. Đấy, còn nếu mà muốn thổi thì các bác lại chỗ đổ cái đầu về đây. Để các bác thổi nhá. Máy thì cực kỳ khỏe luôn. Máy thổi khỏe lắm. Đây em sẽ cắm cho bác coi này. Đây đây, em sẽ test cho bác coi nhá. Thổi thì cực kỳ khỏe luôn này. Em bật máy này. Đấy, lỏng ổ điện rồi. Cắm lại cho bác coi nhá. Thổi khỏe lắm, con này thổi kinh khủng luôn. Đây là. Thấy không? Thổi rất là luôn. Đây gì này? Thấy không? Đấy. Mà cái tầm thổi nó cũng rất là xa nhá. Đó đây. Đây nhìn biết này. Nó thổi mà các bác cầm không chắc tay nó đẩy về sau luôn nhá. Nó đẩy về sau luôn, nó thổi khỏe lắm, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Máy thổi bụi công suất 1000W này. Vòng tua 13.000 vòng trên phút và sử dụng điện 220. Đấy, em báo giá luôn. Con này thì hiện tại em đang có giá là 220.000 một chiếc nhá và bao ship tận nhà luôn. Về các bác dùng để thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây. Đấy, rồi là thổi này, rồi có cả chức năng hút luôn nhá. Đấy, nhưng chủ yếu là nó thổi thôi, hút thì nó phần thôi. Đấy, chủ yếu là thổi thôi nhá. Lên mã em sẽ cái con máy thổi hút bụi này. Máy thổi hút bụi nhá. 220.000 một cây nhá. 220k một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà, máy thổi hút bụi nhá. 220k bao ship. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây cà lê vặn ống này. Lên mã em sẽ cái cây cà lê vặn ống nhá. Cái cây này về các bác dùng để vặn ống nước thứ rất ok. Đấy. Những cái ống nước nó ở trong gầm ấy nhá, trong gầm ấy nó rất là khó lách được những con cà lê bình thường vào, thì các bác mua ngay cho em mấy con này về. Đây này, đấy, nó có những cái khuôn hình con ốc này, 21-27 thứ là các bác vặn ok. Đấy, và nó có chỉnh các cỡ thứ này ở đây là ok luôn. Đấy, về các bác luồn vào cái phần chậu rửa bát thứ là những cái chỗ mà ngóc ngách các bác không thể vặn được thì bác cho ngay cái con này vào các bác vặn này. Đấy, nó gồm rất nhiều những cái mẫu kiểu là khuôn khác nhau để nó khớp với lại cái chậu, những cái con ốc ở ví dụ như là chậu rửa bát, bồn rửa mặt các thứ, là những cái chỗ ở gầm các bác khó tiếp cận thì các bác dùng cho em con này. Đây nó có cả cái ly vô này, đấy, ly vô đánh thăng bằng này. Ok luôn, về các bác dùng rất này rất hay. Đấy, cà lê vặn ống nhá. Lên mã em sẽ cái cà lê vặn ống, bên em đang gửi bác một cái bộ cà lê vặn ống này với giá sẽ là đi 100.000 một cái nhá. 100k một cái cây cà lê vặn ống nhá. Đấy, một bộ của nó là 100k. Đấy, hàng bãi dùng cực kỳ xịn luôn. 100k nhá, 100k. Lên mã em sẽ cây cà lê vặn ống nhá, 100k. Cây cà lê vặn ống màu đỏ đấy, các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này, dùng rất hay luôn. Đây. Mà đồ nghề trong nhà lại chẳng có cái lò vừa thì có lẽ đây là một dụng cụ bạn đang cần. Một chiếc cà lê đa năng vặn dây nước. Nó được sinh ra để vặn các con ốc khó tiếp cận như dưới bồn rửa, các con ốc trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà không lo bị xoắn đứt dây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, túi giấy lau giày dành cho các bác chuyên đi lau giày hoặc các bác đi chơi đi du lịch, mình để một cái túi này trong túi sách các thứ ba lô này. Đấy, ví dụ như giày có bẩn cái là mình lôi ra mình xài luôn. Đấy, con này thì các bác chỉ việc bóc vào đây thôi. Đấy, bóc vào cái lớp này ra, sau đó các bác rút ra, các bác sử dụng, các bác lau luôn, rất là sạch luôn. Đây. Đấy, lau rất sạch. Đấy, các bác bóc vào ra thì bên trong thì nó sẽ có một cái này là có 30 tờ này. Đấy, 30 tờ khá là to luôn. Đấy, các bác chỉ việc lấy ra sau đó là các bác lau thôi. Đấy, mùi rất là thơm nhá. Mùi cực kỳ thơm luôn, và bên trong này thì nó đã tẩm những cái chất gọi là vừa làm bóng này cũng như là vừa tẩy sạch tẩy rửa này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, vừa làm bóng vừa tẩy sạch tẩy rửa hết rồi. Các bác chỉ việc dùng cái giấy này các bác lau qua lượt cho em cái rất là sạch luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã em sẽ cái phẩm là cái
cái này cái túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày. Đấy bên em đang bán lẻ một bịch khăn lau giày nha. Với giá là đi 20k bịch nhá, 20k bịch. Còn nếu mà khi mà các bác lấy theo combo 3 bịch thì giá sẽ tốt hơn. Đấy khi mà các bác lấy 3 bịch thì bên em sẽ để bác giá sẽ là đi 3 bịch khăn lau giày này với giá sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch khăn lau giày. Đấy 3 bịch khăn lau giày thì sẽ có giá là 50k các nhá. Còn nếu các bác lấy lẻ một bịch, đấy một bịch thì sẽ có giá là 20k, rất là sạch luôn, lau cực kỳ ok. Đấy cho các loại giày sneaker, đúng là giày vải, giày da thứ lau hết luôn. Mà rất là tiện. Mình mang đi mang lại cũng ok. Đấy. Nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng nhá. 20k một gói thôi, giá rẻ giật mình luôn. Lấy 3 gói là 50.000. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, túi khăn lau giày nhá, lau cực kỳ sạch luôn, dễ dàng vệ sinh, rất tiện dụng luôn. Đấy, làm được với mọi loại vết bẩn nhá. Đấy, rất là sạch sẽ, phù hợp với mọi loại da. Đấy, sản phẩm này thì thực tế em đang bán đây 20k một túi nhá. Các bác lấy 3 túi thì sẽ là 50.000. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ sạc AQUI. Đi hiện tại bên em nó có hai mã là bộ sạc 24V và bộ sạc 12V nhá. Toàn bộ hàng này thì của hãng Foxua. Đấy, một trong những thương hiệu chuyên về những cái bộ sạc AQUI này rất là nổi tiếng rồi. Và hàng này thì bên em bán rất nhiều, và hàng bên em thì nó luôn là hãng này thì nó có bảo hành luôn nhá, nên có yên tâm. Đấy, dùng hàng này có bảo hành luôn. Đấy. Dùng thì cực kỳ ok và rất là chất lượng luôn. Và dòng này thì nó là dòng sạc đời mới nhá, dòng sạc điện tử ạ. Đấy, dòng sạc điện tử và cực kỳ nhiều những cái chế độ rất là hay trong một cái bộ sạc nha. Đấy, hàng này thì em nói luôn nó đến tại thị trường của China cũng nhá, của Trung Quốc cũng nhá. Đấy, nó luôn, nhưng mà Trung Quốc như xuất đi rất nhiều nước này, ví dụ như là Anh này, rồi là có Pháp này, toàn là thị trường khó tính như Tây Ban Nha này. Đấy. Đức này, Germany này. Đấy, nó các bác nhìn, chỉ cần nhìn với quyển sách thì rất là các bác biết đi nó xuất đi những cái nước nào, vì đây Russia này, vì nó Italia này, vì nó đề ấy mà, nó đề những cái ngôn ngữ của những cái nước nó xuất sang để làm hướng dẫn mà. Đấy, bộ này là bộ 12V này, thì đây đấy, bộ 12V này nó sẽ gồm có là một nguồn vào nhá, có quạt tản nhiệt đầy đủ với bác luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt luôn nhá, nguồn là nguồn 220 nhá, và nguồn ra của nó đây, nguồn ra thì sẽ là nguồn 12V. Và cái con sạc 12V này thì cái ampere của nó sử dụng là từ 4A cho đến 100A nhá. Nói chung là những cái dạng bình bình ô tô, bình xe máy dạng nhỏ nhỏ vừa vừa là ok. Đấy, các bác sạc là ok. Nói chung là các bác về các bác cứ nhìn cho em là cái bình nhà mình nó sử dụng điện áp từ bao nhiêu này. Nếu mà trong sử dụng phạm vi là từ 4A này cho đến 100A là cái sản phẩm này là nó sẽ sạc được nhá. Cái này sạc được này. Đấy. Còn nếu mà lớn hơn thì các bác có thể tham khảo cho em con 24V này. Đấy. Còn đây, con này là con 12V nhá. Đây em mở luôn cho bác cái con 24V này. 24V thì nhìn nó cái thân của nó sẽ to hơn con 12V chút này. Đấy, nhìn nó sẽ to hơn. Đó, đây. Con này là con 24V nhá. Con này là từ 8A nhá cho đến 150A. Đấy, 8A 150A. Đó, đây. Thông số kỹ thuật đầy đủ đây các bác nhá. Đấy. Hàng của Foxua nên nói chung là dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Sẽ gồm có là một nguồn vào và hai đường ra. Hai đường ra thì nó sẽ có là phân biệt âm dương để các bác biết là các bác kẹp luôn. Nhưng mà cứ yên tâm đi. Còn những cái dòng này nó là dòng đời mới thì các bác cứ kẹp cho em thoải mái. Kẹp nhầm cực thì nó sẽ báo lỗi nhá, và máy nó sẽ không chạy. Và khi nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó mới chạy nhá. Và hai cái sản phẩm này là toàn bộ đều có màn hình hiển thị LCD trên này, nó sẽ báo về nhiệt độ bình này, rồi là phần trăm pin là đầy hay chưa để biết lối này. Đấy, cũng như là các bác sạc điện áp nó đang vào là bao nhiêu. Đấy, rồi sản phẩm này thì toàn bộ thì sẽ được sạc là tự ngắt khi đầy nhá. Hai con này đều tự ngắt khi đầy, nghĩa là bình của bác đầy thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt các nhá, tự động là nó sẽ ngắt luôn, nó sẽ không sạc nữa, để tránh tình trạng là bình của các bác sạc lâu quá nó bị chai thì nó tự động nó sẽ ngắt hết luôn. Đấy, ngắt toàn bộ nguồn luôn, không nó không cấp nguồn nữa, nó sẽ không sạc được các nhá, không sạc luôn. Và thứ hai là nó có chức năng là chống ngược cực này. Đấy, khi mà các bác kẹp ngược cực thì nó chỉ báo lỗi thôi các nhá, nó báo lỗi lúc nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó lại hoạt động trở lại, còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là tự động máy sẽ báo lỗi và nó sẽ dừng không hoạt động luôn. Rất thông minh luôn nhá. Chế độ thứ ba là chế độ khử xung phát phui khôi phục bình. Đấy, thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này thì theo nhà xuất công bố thì nó sẽ tự động khử xung phát cũng như là khôi phục lại bình các nhá. Đấy, ví dụ như bình các bác dùng lâu thì nó sẽ tự động nó khôi phục lại cũng như là nó khử xung phát để nó tăng tuổi thọ của bình nhá. Nói chung là toàn những cái sản phẩm, toàn những cái ưu điểm của nó thôi. Đấy, ưu điểm thôi. Nói chung là nó khắc phục từ những cái sản phẩm đời cũ, nó cho ra những cái dòng sản phẩm sạc điện tử, sạc sạc điện tử như này rất là hay luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái con sản phẩm là cái con sạc 12V và con sạc 24V. Đấy, con sạc 12V hiện tại em đang có giá là đi 12V hiện tại đang có giá là đi 190.000 nhá, 190.000. 190k này.
190k thì các bác cứ lên mã em cho cái bộ sạc 12V của Foxua. Đấy, điện áp từ 4W cho đến 100W thì là 190.000. Còn cái con này hiện tại em đang giảm giá này. Con này bữa trước đang bán là 350.000, hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có 280.000 thôi. 280.000 nhá, 280.000 cho một con sạc 24V này. Đấy, con sạc 24V thì là 280, còn cái con sạc 12V thì là 190 nhá. Đấy, nó chênh nhau 100.000. Cái này thì các bác sạc cho những dạng bình to hơn. Đấy, ví dụ như là bình ô tô, những cái bình to, bình 24V thì các bác dùng cái con này. Còn nếu là sạc dạng xe máy cái miếc nhỏ nhỏ thôi thì các bác sạc cho em cái con 12V này được này. Đấy, ok luôn nhá. Đấy. Hàng hãng, hàng của Foxua nên là có ai dùng yên tâm. Đấy, có lỗi lầm các thứ gì các bác cứ liên hệ bên em sẽ đổi trả bảo hành cho bác nhá. Nên rất ok. Đấy, nói chung cực kỳ xịn luôn. Toàn những cái sản phẩm chức năng ưu việt thôi. Đấy. Tự ngắt này rồi là chống ngược cực này, khử sun phát, khôi phục bình, toàn những chức năng ưu điểm nhá, dùng rất thích luôn. Vâng, và sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ tinh dầu khách sạn này. Lên mã áp sẵn cái lọ tinh dầu khách sạn nhá. Hàng này của hàng của khách sạn Thanh Lý nhá, Hotel Seri này. Đấy, rất thơm luôn, cực kỳ thơm nhá. Về thì bác mình để trong phòng trong nhà. Đấy, tạo mùi thơm hương thơm cũng như là decor nhìn rất là đẹp luôn. Đây. Hàng nguyên hộp nha. Đấy. Thì sẽ gồm có là một cái lọ tinh dầu này. Đấy, đi kèm là những cái que, những cái que để các bác trang trí decor lên nhìn rất là đẹp. Đây nha, đây những cái que này. Và một lọ tinh dầu rất là nhiều luôn. Đó, màu đen luôn nhá, màu đen. Đây. Hotel Seri này. Cái này thì chắc là nhiều bác đi khách sạn nhà hàng các bác hay nhìn thấy cái lọ nước hoa này rất là thơm luôn. Đấy. Và một cái dây đeo. Đấy thì về các bác đeo cái dây này vào này, sau đó các bác cắm những cái que này vào và những cái que này nó ngấm dần tinh dầu lên thì nó sẽ tự động nó bay lên nhá. Nó bay mùi tinh dầu lên rất là thơm. Đó. À đây thì khi mà các bác cắm vào nhìn nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ có những cái que nó chồng lên nhìn nó vừa đẹp quá nhá, vừa đẹp cũng như là trang trí mà tạo được mùi thơm. Đấy, mùi thơm nó bay ra từ từ thăng thoảng rất là thơm luôn. Mùi thơm thăng thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra mùi thơm thoải mái nhá. Giá bên em đang bán bình dân thôi, 20k nhá, 20k cho một hộp tinh dầu khách sạn nha. Đấy, tinh dầu khách sạn lên mã cho em giúp em sẽ là sản phẩm tinh dầu đen cũng được. Đấy, tinh dầu đen hoặc tinh dầu khách sạn là được. Tinh dầu khách sạn này đang gửi bác là 20k nhá, 20k một cái lọ tinh dầu khách sạn nhá, 20k một lọ. Đấy, tinh dầu khách sạn hoặc là tinh dầu đen. Hàng Thanh Lý khách sạn nhá, Hotel Seri, hàng mới keng, vẫn còn nguyên đai nguyên quyển nguyên hộp luôn. Đấy, rất ok nhá, mùi rất là thơm. Đấy, mình về mình để thơm phòng thơm nhà. Các bác cần chỗ nào thơm thì các bác để cái lọ này vào xem, rất là thơm luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái quyển sách nói song ngữ cho trẻ em này. Đấy, các bác mua cái quyển sách này về rất là hay. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho trẻ em nhá. Một cái quyển cực kỳ là thông minh và rất là hữu ích luôn. Các bác mua về cho cháu mình học tập này. Đấy, cái này thì bảng nhận phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này. Đấy, minh họa sinh động này, hứng thú này. Đấy, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nhá, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này. Muốn học ở đâu thì bấm vô đó. Đấy. Bảng nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng của thực phẩm này, nhận biết màu sắc và hình học này, thế giới động vật và phương tiện giao thông. Qua việc bấm nút ở mỗi trang có thể thưởng thức nội dung của bất kỳ trang đó với chủ đề phong phú bằng chữ cái và hình dạng màu sắc thế giới động vật, hoa củ quả phương tiện giao thông, nhu yếu phẩm, nhân vật, tất cả đều có chủ đề song ngữ. Đấy, cả tiếng Anh và cả tiếng Việt nhá, rất ok, giúp bé học ngoại ngữ một cách tốt nhất này. Đấy, qua việc bấm chọn nút ngôn ngữ có thể biết hàm nghĩa trong hai loại ngôn ngữ của hơn 300 nội dung. Đó, cái này thì nói chung là một cái quyển sách vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh thôi nhá, và gồm rất nhiều nội dung xoay quanh đời sống, cuộc sống của chúng ta nhá. Đấy, dành cho các bé như mình. Đấy, sản phẩm thì đây. Về đây các bác sử dụng thì các bác mở cái phần nắp này ra này. Đấy, các bác mua cho em 3 viên pin nhá. Hàng này thì bên em bán nó không có kèm pin đâu. Về thì các bác tự mua pin các bác lắp vô. Đấy thì khi mà các bác mua về thì các bác lắp cho em 3 viên pin vô đây. Đấy, lắp 3 pin vô đây. Sau đó là các bác mở sách ra, có nhá, mở sách ra. Đấy thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung khác nhau này. Đấy, từ phiên âm tiếng Việt này, rồi là có phiên âm tiếng Anh các thứ này. Đầy đủ bác luôn. Đấy, nhu yếu phẩm này, rồi là trái cây này. Đấy, nhân vật này, toàn bộ là đều được minh họa bằng hình ảnh cũng như là âm thanh rất là chân thực nhau nhá, rất là chân thực luôn. Đấy, để các bé nhà mình sử dụng để học tập này. Đấy, rồi là tránh xa điện thoại tivi thứ ra. Đấy, có cháu mình tập trung học tập nhá. Đấy, đi về các bác sử dụng thì cũng bấm cái nút nguồn này. Đấy, bấm nút nguồn. Đấy. Đấy thì về đầu tiên bắt đầu là các bác nhìn ấy, nó sẽ có hai nút nguồn nhá. Cũng nút nguồn màu xanh thì sẽ là cái nút nguồn để mở nguồn sách này, các bấm nút nguồn màu xanh là đầu tiên khi mà các bác mở sách ra thì sẽ bấm cho em vào cái nút nguồn màu xanh. Bé ơi, chào bé, hãy thử nhấn nút nhé.
Đấy, thì nó sẽ có một cái loa phát âm thanh, và tiếp theo thì là một cái nút nguồn bên cạnh, đó là cái nút của từng trang một nhá. Đấy, ví dụ như là các bác muốn sử dụng cái trang này thì các bác bấm vào đây cho. Đấy thì bắt đầu là các bác sẽ sử dụng được cái trang này nhá. Ví dụ như e này. E quả me. Đó rồi. Y con chim. Đó thấy không? Nó sẽ có các bấm vào cái nội dung nào thì nó sẽ nói đến cái nội dung đấy nhá, cũng như là có hình ảnh minh họa thực tế đầy đủ luôn. Đấy, và ví dụ sang trang tiếp theo nhá. Thì các bác muốn sử dụng cái trang tiếp theo thì các bác ấn vào cái nút màu cam cho em này. Đấy thì bắt đầu là các bác mới sử dụng được trang tiếp theo. Còn ví dụ như là các bác muốn sang một trang tiếp theo nữa. Quạt điện. Sang một trang tiếp theo nữa thì các bác phải lại phải bấm cái nút màu cam này. Đó. Đấy, tức là các bác cứ sang một trang mà các bác muốn chuyển nội dung mà sang một trang mới thì các bác phải bấm cái nút màu cam cho em. Đấy, còn mặc định cái nút màu xanh thì nút nguồn của cái quyển sách rồi thì các bác bấm một lần cho em là ok. Đấy, và nó sẽ gồm có đầy đủ. Khi mà các bác bấm một nội dung nào thì nó sẽ tự động là ra nội dung đấy các bác nhá. Đấy, cái này em chưa bật cái trang này thì bây giờ các bác phải bật lên. Đây. Họa sĩ. Đó. Giáo viên. Đó, đây. Nhà khoa học. Bác sĩ. Đó, thấy không? Rất ok nhá, đầy đủ luôn. Để về các cháu nhà mình học tập thì cứ về các bác sử dụng một vài lần là các bác quen thôi. Giá rất là bình dân, hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là quyển sách nói nhá. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho các bé nhà mình. Giá thì em báo giá luôn. Giá tại em đang bán sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, sách nói song ngữ nhá. 110k cho một cái quyển sách nói song ngữ này, chỉ có 110.000 thôi. Đấy, đi về các bác mua cho em 3 viên pin đấy. Các bác lắp vào mặt đằng sau. Đấy, sau đó các bác dở ra và các bác bấm nút đúng như em hướng dẫn em vừa quay nhá. Đấy là các bác cho các cháu nhà mình học. Đấy, rất ok luôn. Đấy. Đầy đủ hình màu sắc này, hình ảnh này. Đấy, rồi là âm thanh rất là chân thực luôn. Để về các cháu nhà mình học tập sử dụng rất là sáng tạo nhá. Đấy, tiếp thu kiến thức một cách rất là tốt, tránh xa điện thoại TV. Nói chung là một cái sản phẩm rất là bổ ích cho các bé nhà mình nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn thanh lý luôn các bác một số cái mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, đồ nhà bếp nhá. Thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo này, cái cây chảo. Cái này là cái cây chảo đường kính 18 cm nhá. Đấy, thì em còn có vài cái nữa thì em cũng lên mã xả kho luôn các bác, cái mã chảo, cái chảo 18 cm này. Đấy thì khi mà đi kèm thì sẽ có cái phần chuôi đế thứ này để về các bác gửi lên tay các bác để về các bác lắp. Đây, các bác đợi chút em lắp cho các bác coi. Thì đây các nhá, đấy khi mà lắp đặt rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ tay cầm này, đấy, phần chảo này. Chảo này thì có chống dính luôn nhá, có chống dính cả mặt trong mặt ngoài, cực kỳ xịn luôn. Đấy thì nó sẽ đun được bếp từ nhá. Nhiều bác hỏi là có đun bếp từ không thì đun bếp từ thoải mái. Con này thì nó dạng nhỏ nhỏ mini. Đấy, về các bác dán, ví dụ dán trứng trước là ok, ốp la một vài quả trứng ở đây này. Đấy, rồi mình có xào nấu rim riếc những cái món nhỏ nhỏ lặt vặt đây rất ok luôn. Con này đường kính của nó là 18 cm nhá. Đường kính là 18 cm. Đấy thì hôm nay em còn vài con nữa em cũng lên mã xả kho luôn cái mã này luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo các bác nhá. Cái cây chảo 18 cm này. Đấy, chảo 18 cm nhá. Bữa trước đang bán với bác là 50.000, hôm nay em còn ít nữa em bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 30k thôi. 30.000 cho một cái cây chảo đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là chảo 18 cm. Đang xả kho còn có 30.000 một chiếc thôi. Đấy, bình thường giá này nó giá quá rẻ luôn. Giá này là bên em ôm lô thanh lý hàng siêu thị nó mới có cái mức giá này, chứ bình thường các bác mua con này best seller thì cũng phải khoảng tầm 70 cho đến 100.000, chứ không bao giờ có cái giá 30.000 luôn. Đấy, 30.000 là coi như là bán lãi tình cảm bác thôi. Đấy, có phần tay cầm rất xịn sò, ok luôn, chống dính mặt trong mặt ngoài luôn nhá, và có thể dùng được bếp từ. Đấy, dùng được bếp từ thứ cho em thoải mái, bếp từ bếp ga thứ là các bác xài thoải mái cho em luôn. Đấy, 30k nhá, 30k cho một chiếc chảo là đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là chảo 18 cm nhá. Giá đang xả kho còn có 30k thôi. Đấy, chốt nhanh, số lượng có hạn nhau nhá, chỉ còn có một ít nữa thôi. Đấy, không còn nhiều đâu, 30.000 một chiếc thôi nhá. Tiếp theo thì cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái lô đũa Hàn Quốc này. Lên mã cho cái sản phẩm là cái lô đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Korea Design này. Đấy, rất xịn sò luôn. Một cái vỉ đũa Hàn Quốc này sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, phần đầu nó được mạ vàng rất đẹp luôn. Đấy, cái đũa này em nghĩ chắc là nhiều bác nhìn cái đũa này rất là quen, vì cái đũa này em bán cho những cái đội nhà hàng, rồi là quán phở, quán ăn cực kỳ nhiều. Đấy, là các bác biết là người ta dùng nó rất ok nên người ta mới mua, để người ta về người ta cho quán ăn rất là nhiều luôn. Đũa thì cực kỳ đẹp nhá. Đấy, phần đầu đũa thì có phần chống trơn trượt này. Đấy, các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy, một vỉ này thì là 10 đôi nhá, một vỉ 10 đôi mạ vàng. Đấy, dòng đũa của Hàn Quốc. Đấy, em báo giá luôn, lên mã thì em sẽ là cái vỉ đũa 10 đôi Hàn Quốc nhá. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Giá thì bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em xả luôn các bác, giá cực kỳ hạt rẻ luôn.
xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 20.000 cho một cái vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá, bao giá thị trường luôn. 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô nhá, chỉ có 20.000 thôi. Đấy các bác đi cả cái YouTube là không bao giờ nó bán rẻ anh em luôn. Giá rất hạt rẻ nhá, để các bác dễ mua. Đấy, sắm Tết nhất về. Chất liệu đũa này thì là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, chất liệu đũa là bằng sợi thủy tinh, không lo nó bị nấm mốc, không lo bị cong vênh nhá. Bác dùng rất là sạch sẽ, an toàn, ok luôn. Đũa thì cầm rất là dễ cầm. Đấy, đũa rất dễ cầm. Đầu đũa chống trơn trượt này. Nhiều bác hỏi em là đũa này có trơn không thì cam kết các bác là các bác cứ ngắm miếng thịt đùi là các bác gắp trúng miếng thịt đùi luôn. Đấy, không trượt phát nào nhá, không trượt phát nào. Đó. Một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, giá đang xả kho cho bác chỉ còn có 20k một vỉ nhá. 20k một vỉ nhá, 20k một vỉ em xả kho sập sàn. Đấy, xả kho chiên cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một cái sản phẩm nhà bếp, đó là cái cây kéo bếp vàng, cũng lên mã xả kho luôn đấy bác nhá. Đấy, về các bác sử dụng nhà bếp này. Đấy, dòng kéo bếp vàng của Nhật nhá, hàng nội địa Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất ok. Đấy. Chất thép của nó sẽ là chất thép XK5. Đấy, dòng thép không gỉ nhá, không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy. Kéo thương hiệu Asaka Japan, rất xịn sò ngon lành nha. Kéo thì bao sắc bác luôn, cắt cực kỳ ngọt ngào. Đây. Em lấy cái giấy bóng em cắt cho bác coi này. Đấy, có thấy không? Giấy bóng nhưng mà nó cắt rất là ngọt nhá. Đấy. Phải kéo nó phải rất là sắc thì nó mới cắt được ngọt này, chứ còn bình thường những cái giấy bóng này rất là khó cắt nhá. Kéo mà không sắc là nó nhai kéo ngay, nhưng con này nó nhai cái giấy bóng ngay. Nhưng mà cắt rất là ngọt luôn này. Thấy không? Cắt quá ok. Đấy. Một chiếc kéo bếp vàng cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy. Ok. Con này thì các bác sử dụng nhà bếp cho em thì đúng là đúng bà chấm hết luôn. Nhà em đã đang dùng con này khoảng tầm 2 năm nay rồi, em thấy rất là chất lượng luôn. 2 năm nay nhưng mà cũng không hề hấn gì nhá, cực kỳ chắc chắn. Không có vấn đề dấu hiệu về bảo là bị xuống cấp hay là bị hỏng hay là nó bị long chuôi long cán gì nhá. Đây này, chuôi cán cái thứ nó đinh vít cái thứ. Đinh tán nó làm cố định rất chắc chắn, nói chung hàng Nhật nó làm rất là chuẩn luôn coi nhá. Đó, dòng kéo bếp vàng hàng nội địa Nhật. Đấy, em hôm nay em xả kho, cũng xả kho mã luôn. Bữa trước cũng đang bán bác là 50k. Hôm nay em về đây bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo bếp vàng nha. Kéo bếp vàng đang xả kho bán anh bác luôn, giá chỉ còn có 30.000 một cây kéo bếp vàng nha. 30.000 một cây thôi nhá. Đấy, xả kho bán anh luôn. Giá rất dễ mua. Vừa test kéo cho bác xem rồi. Các bác cũng cứ nhận hàng các bác kiểm tra. Đấy, test kéo cho em thoải mái luôn, cắt kiếc cho em thoải mái, rất ok luôn. Cầm một con kéo 30.000 nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, nói chung là nó quá tốt so với giá tiền luôn. 30k một chiếc kéo bếp vàng nha. Đấy, chốt nhanh nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Tiếp theo thì ở đây em còn một ít cái cây dao vàng này. Cái cây này về chuyên cho bác dùng gọt hoa quả thứ nhá, dùng rất ok. Đấy. Con này thì em cũng còn một số lượng ít thôi. Đấy, em cũng lên mã xả kho cái dịp cuối năm này cho nó hết đi. Đấy, thì đây. Một cái cây dao dao các bác cứ lên mã em sẽ được cái dao vàng nhá. Đấy, dao vàng, cây dao vàng. Đó, con này thì cũng hàng nội địa Nhật này, cực kỳ xịn sò. Lưỡi thì siêu sắc luôn. Đấy, con này thì bên Nhật người ta hay dùng để người ta cắt hoa quả rồi. Đấy, rồi là người ta cắt hoa quả, cắt ở như kiểu là người ta làm ở vườn nhá. Người ta làm vườn, người ta kiểu là cắt cành, cắt quả thứ đó rất ok luôn. Đấy, con này thì em cũng đang dùng một con, nhưng mà em không biết là nó bằng thép gì, nhưng mà em dùng là không bị rỉ ạ. Đấy, hay của cái sản phẩm nó không bị rỉ, rất là hay luôn. Mà cái chất thép của nó cực kỳ sắc nhá. Đấy, các bác dùng, các bác nếu mà hơi nhụt chút các bác liếc qua xem lượt cái là lại lôi và lại dùng cực kỳ ngon luôn. Cái chất thép của nó sắc cực kỳ sắc mà nó sắc rất là lâu. Các bác nhìn cái thép của nó này. Đấy, cái thép của nó này nhìn nó rất là ok luôn. Thép nó nhìn rất là đầm thép này. Đấy. Chắc thép mà rất là sắc luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Hàng con này thì mua về các bác chuyên dùng thì các bác gọt hoa quả cho em thì chấm hết luôn. Phần lưỡi của nó dài khoảng tầm 20 tổng chiều dài con này rơi khoảng tầm là 20cm thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, dễ cầm. Đấy, 20cm. Lên mã em sẽ được cái con dao vàng nhá. Đấy, dao vàng. Về các bác sử dụng mình sử dụng nhiều việc nhá, nhỏ gọn tiện lợi và rất là sắc bén nhá. Dao vàng, cứ lên mã em sẽ là cái con dao vàng. Có thì em còn một ít nữa thì em cũng lên mã xả kho thanh lý dịp cuối năm này. Lên mã em sẽ cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Đấy, bữa trước đang bán là đi 60.000 thôi, em còn ít nữa xả kho thanh lý luôn. Chỉ có 20.000 một cây thôi. 20k một cái cây dao vàng nha. Đấy, 20k một cây dao vàng rất sắc bén nhá. Đấy, hàng bao dùng bao xài. Và cái hai cái sản phẩm này là cái lưỡi của nó không bị gì ạ. Lưỡi của nó không bị gì. Đấy, 20k nhá. Lên mã anh em sẽ được cây dao vàng 20k một cây. Tiếp bộ bấm móng đức bộ này là bộ M3 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng đức M3. Đấy. Hàng nguyên hộp này, cực kỳ xịn sò ngon lành nhá. Hàng này của thương hiệu Willing thôi nhá. Willing cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, giá thì rất là tốt luôn. Đấy, hôm nay em sẽ lên mã xả kho cái mã luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng đức M3. Đấy, M3.
Bộ này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về thì bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, giá chỉ còn có là đi 100.000 một bộ nhá. 100k một cái bộ bấm ống Đức M3 này, 100k một bộ thôi. Đấy, hàng của Willing cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, thương hiệu Willing. Đó thì một cái bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đấy, bên trong sẽ là một cái hộp nhôm nữa nhá. Sẽ là một cái hộp nhôm. Đấy, có chữ Willing nha, rất xịn sò, hàng của Đức nhá. Đấy thì bên trong nữa thì nó sẽ gồm có cho bác là ba cái bấm móng nhá, ba cái bấm móng này. Đấy, ba cái bấm móng. Đó, rất đẹp luôn, chất lượng. Đấy, ba bấm móng này. Nó sẽ có là một cái là to nhất này, một cái to nhất. Đấy, một cái to nhất này. Một cái là vừa vừa. Đấy, một cái nhỏ nhỏ vừa vừa và một cái bấm móng là cái bấm móng khéo nhá. Đấy, các bác hay bấm những cái khóe móng chân móng tay này thì các bác dùng cái con chéo chéo nha, cái lưỡi của nó là lưỡi chéo này. Hàng này thì bao sắc bao xài bác luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá. Đấy, thiết kế cực đẹp. Đấy, logo Willing trên thân của sản phẩm này. Đấy, cắt rất ok luôn. Có cả cái phần rũa mài luôn này. Đấy, về góc bóc cái này phần này ra là nó sẽ lộ ra cái rũa mài để các bác mài nhá. Mình cắt xong mình mài cho nó đỡ bị sắc cái phần móng ấy, nó cắt hay bị sắc. Đấy, các bác mài cho nó cùn nó đẹp đi. Rất ok luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ là chắc chắn các bác nhá. Đấy, cầm một chiếc móng chắc chắn cực kỳ luôn, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy. Thì một bộ này sẽ gồm có là ba móng, hàng của Willing của Đức nhá. Đấy, nguyên hộp luôn. Các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3. Đấy, sẽ gồm có là ba móng nhá. Bộ bấm móng Đức M3 này. Đấy, M3. Bộ này hiện tại em đang giảm giá, xả kho chỉ còn có 100.000 một bộ thôi. Đấy, 100k. Đấy, các bác nhanh tay chốt nhanh luôn. Số lượng có hạn nhá. 100.000 một bộ bấm móng Đức M3 nha. Rất xịn sò, mua về bấm móng tay cả gia đình nhà mình xài luôn. Rồi, mã hàng xả kho tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái kệ này để về các bác kê cho máy giặt, kê cho tủ lạnh. Đấy, máy giặt của các bác hay để dưới đất này, hay bị ẩm ướt cái thứ này. Đấy, giờ là tủ lạnh biết rồi thì các bác mua ngay cho em cái kệ máy giặt tủ lạnh về mình kê nó lên nhá. Đấy, con này thì nó có thể điều chỉnh được kích thước to nhỏ tùy theo nhu cầu và cái kích thước của cái máy giặt của hoặc là cái tủ lạnh của nhà các bác nhá, nên là các bác yên tâm. Đấy thì khi mà thu vào thì nhỏ nhất của nó sẽ được là 48 cm nhá, và khi mà cho to nhất ra thì nó sẽ được là cho hết cỡ tối đa ra thì sẽ được là 60 cm nhá các bác nhá, 60 cm. Đấy, nói chung là nó cho ra thu vào hầu như là những cái kích cỡ phổ thông nhất hiện nay cho những cái loại máy giặt này. Đấy, cửa đứng cửa ngang các thứ đều được luôn, và cũng như là tủ lạnh luôn nhá. Đấy, con này thì hàng của Việt Nam nhé, hàng của cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ chân kệ máy giặt tủ lạnh đa năng. Đấy, sản phẩm thanh inox đế nhựa nhá, chống rung lắc này. Đấy, lắp cho máy giặt từ 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 12 cân. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, rất là xịn luôn. Đấy, hàng của nó nguyên hộp như này thì bên em sẽ khi mà gửi thì sẽ đóng gói và tháo rời cho bác đi, thì về các bác lắp đặt vào đúng như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, lắp đặt vào đúng trên hình các bác đang coi. Và đây, sản phẩm em đã lắp đặt sẵn một bộ để làm mẫu cho bác coi này. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 4 cái thanh inox nha. Đấy, 4 thanh inox và 4 cái chân đế. Đấy, 4 chân đế và những cái chân đế đều có đệm cao su các thứ này. Đấy, và ở cái phần những cái phần thanh các bác cho ra cho vào thì nó đều có khóa hãm ấy các bác nhá. Khóa hãm để các bác tinh chỉnh, đấy, tùy chỉnh cái phần kích thước của cái kệ máy giặt của bác nhá. Và toàn bộ cái thanh này của nó sẽ là thanh inox 100% nhá. Đấy, thanh inox 100% luôn, nên là các bác dùng rất là bền. Đấy, các bác kê những cái con máy giặt tủ lạnh nhà mình lên, nó không bị ẩm ướt, không bị nước nôi. Đấy, nó tăng tuổi thọ cũng như là nó không bị dì xét chân này. Đấy, rồi là nó bị ẩm ướt dẫn đến là hỏng mạch, hỏng miếc các thứ, hỏng máy giặt các thứ. Nói chung là đầu tư cho em một cái bộ này nó không bị lãng phí đâu ạ, nó rất là tốt luôn. Đấy, nói chung là mỗi nhà nên có 1-2 chiếc này mình để kê lên cho máy giặt tủ lạnh, rất là hợp lý luôn. Đấy, vừa bảo vệ máy giặt tủ lạnh không bị ẩm ướt, không bị hỏng này, rồi là không bị mối mọt chân các thứ là nhá, rất hay luôn. Đấy, kệ máy giặt tủ lạnh nhá, hôm nay em xả kho cái mã này luôn đó. Thì bữa trước bên em đang bán là 150.000, em về bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, 150k em giảm luôn cho bác, giá chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một chiếc kệ máy giặt tủ lạnh này, chỉ có 80.000, rất là hay. Đấy thì khi mà các bác cho tối các bác cho kích thước tối đa rộng hết cỡ ra thì của nó sẽ được là 60 cm. Đấy, 60 phân luôn nhá. Và cho các bác thu cho nhỏ lại thì sẽ được là 48 cm nhá. Đấy, 48 cm. Đấy thì trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đây là cái phần mặt sau của nó này. Đấy, phần mặt sau của nó đây nhá. Thì nó sẽ gồm có những con ốc hãm nha. Đấy thì con này tinh chỉnh nhá, thì các bác rút ra, các bác kéo vào. Đấy thì các bác cố định nó ở đoạn nào thì mình siết chặt cái con ốc vào để cho nó chết ở cái điểm đấy nhá. Đấy thì nó sẽ cố định, nó giữ nguyên ở cái điểm đấy. Đấy, chân chiếc rất chắc chắn, ok luôn. Đó. Nói chung là một chiếc kệ rất ok. Bình thường là các bác ra quán xá không bao giờ có cái giá 80.000 đâu, em nói thật luôn. Bữa trước là nhà em cũng bị một phát là
cái đội thợ nó vào nó lắp nó phệt cho cái giá này là 250.000 cho một cái không nhá, 250.000 một cái luôn. Đấy, ngậm ngùi. Đấy, như bây giờ bán thì mới biết là cái này nó rẻ thật sự luôn. Nó chỉ có 80.000 thôi. Giá nó quá bình dân. Đấy, rất là hợp lý luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này, lên mã cho cái bịch khăn ướt lau bếp nhá. Cái bịch này rất là hay. Một bịch này là 80 tờ nhá, rất là to luôn. Cầm to bịch nó phải to bằng bằng hai cái cổ tay em này, rất to luôn. 80 tờ mà, một tờ rất là to luôn. Đấy đi lên mã em sẽ cái bịch giấy khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp cái này để chuyên cho các bác lau bếp, đấy lau bềm bàn bếp ga bếp từ ra. Đấy, lau dụng cụ nhà bếp rất sạch luôn. Ở trong này nó đã tẩm sẵn chất tẩy rửa rồi, là có con này nó có vị hương chanh hương cam này rất là thơm. Đấy thì một cái tờ này là một cái túi được 80 tờ. Đấy thì các bác cứ rút ra mỗi lần một tờ các bác xài. Đấy, dùng xong là mình bỏ luôn, rất tiện dụng luôn. Nó có tẩm sẵn chất tẩy rửa và có mùi thơm rồi. Đây thì đây cái túi nhà em đang xài đây. Đấy, thì về các bác cứ dùng thôi. Đấy, mình cứ dùng đâu mình bóc vào đấy, một tờ rất là to rất là dày nhá. Về các bác sử dụng này, cả một tờ luôn. Đấy, các bác rửa ra sau đó là các bác cứ thế là các bác lau thôi. Đấy, lau rất là sạch, đặc biệt là những cái chỗ nào mà nó cặn bẩn cái thứ này rồi là nó dầu mỡ ấy. Con này lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đây này, nó có sẵn những cái chất bông để rửa này. Đấy, đây có cả bọt biếc thứ này, đầy đủ trong này luôn rồi, là các bác không cần phải xài thêm cái gì cả, chỉ việc là dùng cái này giấy này các bác lau nó rất là tiện. Đấy, lau chuyên các bác lau nhà bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp cứ lên mã em xem cái bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ nhá, bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ. Đấy, hôm nay em về cái lô này rất là hay, giá của nó sẽ là 30.000 bịch thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi, rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay, chuyên để các bác lau bếp nhá. 30k lên mã ra bịch khăn ướt lau bếp một bịch 80 tờ, giá sẽ là 30.000, hương chanh rất là thơm, lau cực kỳ sạch luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, dùng rất ok đấy các bác, cùng coi này. Chị em phụ nữ đây là nơi nói lên hạnh phúc gia đình, mà để bám bẩn dầu mỡ thế này thì vứt các bác ạ. Sắm ngay cho em một bịch khăn ướt đa năng này để căn bếp lúc nào cũng sạch bóng loáng. Mỗi lần lau dọn chỉ mất có vài giây thôi mà đã có một chiếc bếp từ sạch như mới. Bếp từ hay là bếp ga thì khăn giấy nhà em đều xử lý được hết. Một bịch khăn giấy siêu to gồm có 80 miếng nên sử dụng rất lâu hết. Trong khăn đã có pha sẵn chất tẩy rửa rồi, cho nên khi sử dụng các bác không cần phải xịt thêm, chỉ việc rút ra lau rồi vứt đi vô cùng tiện lợi. Shop đang có chương trình khuyến mãi, các bác múc ngay 3 gói dùng thử cho em nhé. Bếp và chị em phụ nữ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ gồm có 80 miếng khăn lau, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn, không cần phải vất vả một tay cầm bình xịt một tay cầm khăn lau như trước đây nữa. Với một chiếc khăn ướt nhỏ, chúng ta có thể dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bụi bẩn hay là cặn canxi bám trên bề mặt của lò vi sóng, máy hút mùi, tủ lạnh. Một loại khăn vừa tiện vừa sạch có thể xử lý hầu hết các vết bẩn trong bếp. Nên chỉ trong đợt giảm giá này tôi đã mua luôn cả một thùng. Chị em nội trợ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lau bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chất xuất hương chanh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. Thế về sản phẩm nha, dùng rất ok luôn. Lên mã cho cái bịch khăn ướt lau bếp nhá. Một bịch là 80 tờ với giá đang gửi bác là 30k. Đấy, các bác sử dụng cái này dùng rất ok. Đấy, mình mua một bịch này 30.000 về mình lau. Đấy, lau xong mình bỏ luôn, đỡ về lằng ngoằng. Đấy, ok luôn các bác nhá. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này xem rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này, khá là sáng lắm nhá. Đấy, đây đang là ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá, nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây, đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây, đấy, nó khá là sáng nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá, chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này.
Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhé, chỉ có 5.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này, này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng rồi này, và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Vâng, tí thì chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì Hà mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong. Quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình. Các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này, thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó, là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon này luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về. Hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng, gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đấy, có nhìn này. Dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, và các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Đó, rồi, qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán được combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000.
cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như cái công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả một thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít cũng nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này xem. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất là sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây. Cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác
hẹn giờ để khi mà nó hết cái giờ đó tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng có thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, vì thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mãi em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này, đó thấy không, nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá, lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này, và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đó, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đấy không, nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng.
thì giá sẽ là 50k và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá, còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to một kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử, em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin mà là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3A vào, sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn, vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng, và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này, nút tarea là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau, ở đây thì em đang để là kilogram, các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ, mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kilogram thôi. Đấy, là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về để các bác rút trong này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này, đây em sẽ cần cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây đó. Và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút tarea. Đấy, thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút. Nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn, rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi là các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, thì giá mà em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cân móc điện tử. Hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gam từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc C1 nhá. 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi.